Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 61. Có lẽ vậy, chính miệng cô ta nói sẽ đến, tôi cũng không biết cụ thể. Hồng Phất lắc đầu nói. Thanh Hoàng Nữ Đế. Tô Thương lẩm bẩm tên của Thanh Hoàng Nữ Đế, có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dẫu sao đời trước anh là Huyền Thiên Tiên Đế, mục tiêu lớn nhất đời người chính là đuổi kịp bước chân của Thanh Hoàng Nữ Đế. Tôi chỉ biết như vậy, Tô Thương. Không đúng, nên gọi cậu là Huyền Thiên Tiên Đế. Hồng Phất nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, hai người chúng ta cũng đã từng đặt chân đến để cảnh, bây giờ đều là con kiến hội nhỏ yếu, cũng coi như là cùng cảnh ngộ với nhau. Huống chi hai người chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, không có ân oán gì lớn. Hồng Phất nói, Hành Thiên làm việc không cẩn thận, cậu cũng đã trừng phạt rồi, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Được. Tô Thương tiến lên nhìn Hồng Phất, sau khi suy nghĩ một lát thì mở miệng nói, nhưng bà phải nhớ kỹ, không được làm ác ở trái đất, nếu không đừng trách tôi không khách khí, sự kinh khủng của trái đất vượt xa sự tưởng tượng của bà đấy. Còn nữa, Long Hành Thiên, nói cho tôi biết âm dương Long Thần Công là cái gì. Nói xong, Tô Thương lại đưa mắt nhìn Long Hành Thiên. Long Hành Thiên có chút sợ hãi Tô Thương, hơn nữa đây là bí mật của tộc Long Thị. Anh ấy không tiện trả lời, liền nấp ở sau lưng Hồng Phất. Tô Thương, đừng làm khó cậu ấy. Hồng Phất nhìn về phía Tô Thương, nói âm dương Long Thần Công là bí mật của tộc Long Thị, liên lụy đến rất nhiều việc. Nhưng nếu cậu là Huyền Thiên Tiên Đế lại nắm chìa khóa đông phủ của tổ Long trong tay, chắc chắn sau này sẽ là nhân vật lớn, nói cho cậu cũng không sao. Tiếp theo, Hồng Phất không giấu giếm, nói từ đầu đến cuối chuyện kỷ nguyên tan biến cho Tô Thương. Thì ra là như vậy. Tô Thương nghe xong thì không nhịn được lẩm bẩm, như vậy xem ra quả thật là có một bàn tay nào đó đang ở trong bóng tối điều khiển tất cả. Âm dương Long Thần Công cũng không tầm thường, người tu luyện nó lại có thể chống lại thiên đạo. Tô Thương nhìn chằm chằm Long Hành Thiên, hỏi, Long Hành Thiên, anh cũng tu luyện âm dương Long Thần Công, đúng không? Long Hành Thiên không giấu giếm, nói âm dương Long Thần Công cũng không phải là tà thuật. Bản thân không cần hấp thu máu của phụ nữ, đó là thái độ đi lệch đường. Tôi không có hứng thú với chuyện giữa anh và Long Bình Sinh, được rồi, nếu đã làm rõ ràng, anh cũng đã bị trừng phạt, vậy chuyện này chấm dứt ở đây đi. Tô Thương khẽ cười nói, Hồng Phất Phủ Đế, bây giờ từ biệt, có lẽ ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở đỉnh núi. Nhất định sẽ có cơ hội này, chỉ là không biết đến lúc đó tôi và Tô Công Tử là địch hay bạn thôi. Hồng Phất mỉm cười. Bà cảm thấy tôi quan tâm chuyện này sao? Tô Thương cười một tiếng, sau đó muốn rời khỏi Hoàng Cung. Chờ một chút. Nhưng đúng lúc này, Long Hành Thiên lại mở miệng hỏi, Tô Công Tử, dám hỏi anh có giết Long Bình Sinh thật không? Thật, tôi còn có thể lừa anh sao? Vậy tại sao? Long Hành Thiên còn chưa nói hết, Tô Thương đã cười nói, anh muốn nói tại sao khí Hoàng Triều chưa trở về Kinh Đô đúng không? Anh! Làm sao anh biết? Long Hành Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới suy nghĩ của mình lại bị Tô Thương khám phá. Ha ha ha, tôi đã dùng khí Hoàng Triều rồi, anh cũng không cần nhớ đến nó nữa. Tô Thương nói xong, bóng người liền lóe lên, ung dung rời khỏi Hoàng Cung. Tô Công Tử! Long Hành Thiên không cam lòng, muốn tiếp tục hỏi. Được rồi, chắc chắn cậu ta đã dùng bảo vật để lấy khí Hoàng Triều đi rồi. Hồng Phất mở miệng nói, chuyện hôm nay đúng là chúng ta đối lý, hoàng khí kia coi như đền tội. Thái mẫu, nhưng tôi cần khí Hoàng Triều để tu luyện âm dương Long Thần Công. Long Hành Thiên bất đắc dĩ nói. Tô Thương không đơn giản, Huyền Thiên Tiên Đế, ha ha, cậu ta dám niết bàn sống lại ở trái đất, quả thật là khiến người ta phải kính nể. Hồng Phất nhìn phương hướng Tô Thương rời đi. Rất thưởng thức nói, tôi rất muốn nhìn xem cậu ta có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh lui bàn tay đứng phía sau hay không. Còn cậu, Hành Thiên, nghĩ biện pháp khác đi, có tôi ở đây, nhất định sẽ giúp cậu tu luyện âm dương Long Thần Công tới tột cùng, giúp cậu trở thành võ đế. Hồng Phất dã tâm bừng bừng nói, đến lúc đó, sợ rằng không có ai ở chân võ tinh vực có thể là đối thủ của cậu. Cảm ơn Thái Mẫu bồi dưỡng. Long Hành Thiên kích động nói cảm ơn. Hồng Phất gật đầu, sau khi suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định, bây giờ trái đất gió nổi mây vần,
linh khí sắp hồi phục, nguy hiểm ở khắp nơi. Vốn dĩ tôi định chờ đợi lần linh khí hồi phục này để đột phá những ràng buộc trong hỗn loạn, đặt chân đến cảnh giới độ kiếp. Hồng Phất cảnh giác nói, nhưng bây giờ thân phận của tôi đã bị lộ, nếu tiếp tục ở trái đất tiếp, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Như vậy đi, Hành Thiên, cậu xử lý xong chuyện trong chiều, tối nay chúng ta sẽ đến núi Côn Lôn, rời khỏi trái đất thông qua tinh không cổ lộ. Hồng Phất khẽ cười nói, tôi đưa cậu đến chân võ tinh vực, nơi đó mới là chỗ tốt để hệ thống giới luyện võ cổ chứng đạo thành đế. Rời khỏi trái đất, đến ngoại vực. Long Hành Thiên có chút mờ mịt, sau khi kinh ngạc một lát liền ôm quyền nói, tất cả đều do Thái Mẫu làm chủ. Tô Thương rời khỏi Hoàng Cung, trực tiếp đi đến chỗ máy bay trực thăng đậu. Lúc này, lão già không đứng đắn Trương Trọng Ngu vẫn còn đang dụ dỗ Lưu Huy giả gái. Lưu Huy cũng có ý muốn trêu chọc Trương Trọng Ngu, hai người vừa nói vừa cười, hình ảnh rất tốt đẹp. Tô Dực Cân thì đứng ở một bên lo lắng chờ đợi Tô Thương trở về. Thấy Tô Thương xuất hiện, Tô Dực Cân thông vội vàng tiến lên hỏi, em trai, em không giết Long Hành Thiên chứ? Em không. Tô Thương lắc đầu một cái, lại nói, nhưng anh ta đã thừa nhận chuyện này, đúng là anh ta muốn lợi dụng chị để dụ em đến núi Vân Cương, muốn mượn tay em để xóa bỏ Long Bình Sinh. Em đã trừng phạt anh ta rồi, chị, sau này chị đừng làm chiến thần Dực Cân gì nữa, đừng tham gia vào mấy cuộc tranh đấu này. Tô Thương nói. Ừ. Tô Dực Cân gật đầu nói, bây giờ năm quận 16 nước đã ổn định rồi, cũng không có chiến sự nữa, sau này chị sẽ chuyên tâm tu luyện. Được. Tô Thương cười nói, như vậy đi, chị, lát nữa em sẽ sắp xếp người đưa chị trở về núi Côn Luân, cha và ông nội đều đang ở đó. Em không về sao? Tô Dực Cân hỏi. Em còn có việc phải xử lý. Tô Thương thuận miệng nói. Vậy cũng được. Tô Dực Cân không hỏi, cô ấy biết bây giờ mình không giúp được Tô Thương cái gì, ở lại bên cạnh Tô Thương chỉ làm tăng thêm phiền toái. Sau đó, Tô Thương khẽ suy nghĩ, đưa Tô Thanh Y từ trong tháp hư không ra, dặn dò Tô Thanh Y hộ tống chị trở về núi Côn Luân. Mà anh và Trương Trọng Ngu thì ngồi trên trực thăng do Lưu Huy lái trở lại Giang Bắc. Bên kia, sau khi Tô Tinh Hà rời khỏi Nguyệt Đàm ở đất tổ nhà họ Tây, vốn định đến Vân Cương, dù sao cậu bé nghe nói ở Vân Cương toàn người đẹp. Nhưng cậu bé không ngờ được là vừa ra khỏi Nguyệt Đàm không bao lâu, cậu bé đã bị một lão già theo dõi. Hồng Phất gật đầu một cái, Trấn An nói, sỉ nhục mà Tô Thương mang đến cho cậu hôm nay, cậu cũng không cần để ở trong lòng. Không lâu sau, chắc chắn hai người sẽ gặp lại, đến lúc đó, chưa chắc cậu ta đã là đối thủ của cậu. Chỉ cần cậu chăm chỉ tu luyện, với sự mạnh mẽ của Âm Dương Long Thần Công, chắc chắn cậu sẽ tiến bộ thần tốc. Hồng Phất khích lệ nói. Tôi biết. Long Hành Thiên gật đầu đồng ý, trong lòng cuộn sóng, cứ như đã tưởng tượng ra được cảnh tượng mình mạnh mẽ vô cùng. Ban đầu, Tô Tinh Hà còn không biết có người theo dõi mình, cậu bé đi lung tung trong thành phố phồn hoa, hết ăn lại uống, thậm chí còn làm lại nghề cũ, để thổ phỉ của núi Cửu Phong tái xuất giang hồ. Dù sao Tô Tinh Hà cũng là thổ phỉ có đạo đức, chưa bao giờ đánh cướp người bình thường, chuyên chọn người giới luyện võ cổ và người tu chân để cướp, hơn nữa chỉ lựa chọn đối tượng hay làm chuyện ác không chừa. Ai ngờ sáng hôm nay, cậu ấy lại trông thấy thiếu tông chủ của một tông phái nhỏ, ban ngày ban mặt xông vào trường đại học bắt một nữ sinh viên xinh đẹp muốn dẫn về tông phái. Tô Tinh Hà thấy người đẹp khóc như mưa thì không nhịn được, quả quyết ra tay đánh cho đối phương một trận tơi bời. Bây giờ sau khi giới luyện võ cổ cải biến, tốc độ tiến bộ của Tô Tinh Hà tăng lên rất nhanh. Vốn dĩ từ lúc cậu bé mới sinh ra đã là cảnh giới tông sư rồi, mặc dù bây giờ không được như Tô Du Du, nhưng cũng đã đặt chân đến võ thần lục địa. Không sai. Chính là võ thần lục địa. 5 tuổi võ thần lục địa. Mà Tô Du Du sau khi ở đất tổ nhà họ Tây, được Tây Giao dạy dỗ, trong nửa năm đã đến cảnh giới võ tôn. Tô Tinh Hà cảnh giới võ thần lục địa vô cùng kiêu ngạo, đi đường cũng lâng lâng, sau khi hành hung thiếu tông chủ đó còn cướp vòng tay lưu trữ của đối phương, chuyện này vô cùng huyên náo, thậm chí cậu bé còn báo ra tên của mình. Ông đây là con cháu nhà họ Tô, không phục thì tìm người tới mà đánh ông đây.
Nói xong, Tô Tinh Hà mang chiến lợi phẩm của mình rời khỏi hiện trường. Nhưng mà... cậu bé chỉ dọa như thế thôi, trên thực tế cũng không đi xa, mà len lén đi theo thiếu tông chủ kia tới tông phái của người ta, còn cướp sạch cả tông phái. Điều này đã chọc giận mấy tông phái nhỏ ở gần đó, mọi người cùng chung chí hướng, bắt tay đối phó với Tô Tinh Hà. Nhưng người mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ là võ thần lục địa mà thôi, nếu như đánh thật, có lẽ sẽ không phải là đối thủ của Tô Tinh Hà. Nhưng Tô Tinh Hà rất gian xảo, những người đó căn bản không đuổi kịp, đến cuối cùng thậm chí Tô Tinh Hà còn cướp hết cả những tông phái nhỏ gần đó. Linh thạch, dược liệu, vàng bạc châu báu gì đó, dù sao chỉ cần đáng tiền thì đều đi vào vòng tay lưu trữ của Tô Tinh Hà cả. Cũng bởi vì chuyện này quá huyên náo, cho nên tất cả mọi người đều suy đoán về thân phận của Tô Tinh Hà. Con cháu nhà họ Tô. Đó không phải là minh chủ võ lâm Tô Thương sao, sao lại là một đứa bé 5 tuổi. Sau đó dần dần, có người nhớ lại thiên sơn tuyết của núi Cửu Phong, đương nhiên sẽ nghĩ ra được thân phận của Tô Tinh Hà. Mẹ nó. Hóa ra con cháu nhà họ Tô này là con trai của minh chủ võ lâm. Không nên động đến, không nên động đến. Những tông phái nhỏ này đều có liên lạc với tông phái lớn, vốn muốn nhờ tông phái lớn ra mặt bắt Tô Tinh Hà. Cháu tin hay không cũng không quan trọng, cháu phải nhớ kỹ, từ nay về sau, bản tướng quân sẽ dạy dỗ cháu, đi theo bản tướng quân nhanh, để bản tướng quân dạy cháu quy củ. Thương Ưởng nắm cổ áo Tô Tinh Hà, nghiêm túc nói, thiên hạ có pháp luật kỷ cương, người trên thế giới phải tuân theo, nếu người không biết tuân theo, không theo nề nếp thì cả đời rốt nát. Cái quái gì vậy chứ, thả tôi ra, lão già kia, thả tôi ra, ông có nghe hay không hả? Tô Tinh Hà vừa giãy giụa vừa chửi mắng. Nhưng Thương Ưởng lại mắt điếc tai ngơ, không tức giận không đánh chửi, chỉ dẫn theo Tô Tinh Hà rời khỏi hiện trường. Một già một trẻ, hình bóng của hai người nhanh chóng biến mất. Cứ như vậy, con đường phạm tội của Tô Tinh Hà, vừa mới mở ra liền đi vào ngõ cụt rồi. Mà người kết thúc con đường này, lại là đại diện cho pháp luật nước nhà, Thương Ưởng. Đây đúng là, đá đấm vào tấm sắt mà. Chấm chấm chấm. Giờ phút này. Màn đêm buông xuống, Tây Giao vẫn luôn không dừng lại, cuối cùng Từ Vân Cương chạy tới thành phố, đồng thời đúng hẹn gặp Long Hành Thiên. Chị Tây Giao, đã lâu không gặp, thực lực của chị thế mà trở nên khủng bố như vậy. Long Hành Thiên nịnh nọt cười nói. Ở trước mặt Tây Giao, Long Hành Thiên từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì tư thái của tiểu sư đệ, thậm chí trong ánh mắt còn có một chút yêu thương. Lúc trước thiên hạ đại loạn, Hoàng thượng liền tìm được Tây Lạc Diệp của nhà họ Tây, tặng tư nguyên để tìm kiếm sự che chở của nhà họ Tây. Về sau, vì Tô Kiền Khôn ở chiến trường gặp nguy hiểm, Tô Vô Kỵ xuất hiện, chèn ép Đoan Mộc, giải quyết nguy cơ của triều đình. Tây Lạc Diệp không cần ra tay mà cũng có được tư nguyên, cảm thấy áy náy, nên đồng ý chuyện để một tên hoàng tử làm đồ đệ. Cái tên hoàng tử ấy, tất nhiên là Long Hành Thiên rồi. Kỳ thật! Long Hành Thiên từ nhỏ phụ thuộc tông phái nhà họ Tây mà lớn lên, khi đó, Tây Giao đang ở cảnh giới cao sắp đột phá, phong ấn trí nhớ, cũng tại môn phái này lĩnh ngộ hồng trần. Chính vì thế, Tây Giao và Long Hành Thiên gặp nhau. Tây Giao khi đó, thực lực mạnh mẽ, là người của tông phái lạnh lùng nhất trên thế giới, không được phép nói cười tùy tiện. Khi Long Hành Thiên tại môn phái bị bắt nạt, luôn là chỉ Tây Giao ra mặt cho anh ta. Dần dần, Long Hành Thiên liền sinh ra loại tình cảm không thể tránh khỏi đó. Nhưng anh ta biết giữa mình và Tây Giao có sự chênh lệch lớn, vì thế chưa bao giờ thổ lộ, chỉ là ẩn giấu trong lòng mà thôi. Về sau, Long Hành Thiên rời khỏi tông phái, tiếp quản vị trí hoàng thượng, Tây Giao cũng đi ra ngoài xã hội, theo Long Hành Thiên. Tiếp sau đó, Tây Giao gặp Tô Thần Binh và Thạch Ngọc Yến. Những chuyện này đều đã được nói qua hết rồi. Tóm lại, Long Hành Thiên đối với Tây Giao, ngoài sự kính sợ ra, còn có ý yêu thương cực kỳ. Ha ha! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, ánh mắt Tây Giao nhìn vào Long Hành Thiên, khẽ cười nói, sư đệ, thực lực của cậu cũng đột nhiên tăng mạnh đó, thế mà đặt chân đến cảnh giới võ tôn rồi. Tôi nhớ trước đó cậu là Thiên Tông mà,
sau nửa năm giới luyện võ biến đổi, thế mà bây giờ cậu đã thành võ tôn rồi, được lắm đó. Tây Giao sư tỷ thật có mắt nhìn. Long Hành Thiên đạt được lời khen của sư tỷ, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cười nói, mặc dù tôi có chút tiến bộ, nhưng so với sư tỷ thì vẫn có chút chết lệch đó. Long Hành Thiên. Tây Giao trên mặt nở nụ cười, nhìn thoáng qua Long Hành Thiên, sau đó nói thẳng vào chủ đề, hai chúng ta dù sao cũng là đồng môn, tôi không nói lòng vòng nữa. Hôm nay tôi tới, là muốn tìm cậu hỏi rõ ràng, hy vọng cậu có thể trả lời thành thật. Tây Giao nghiêm túc nói. Long Hành Thiên khách khí nói, sư tỷ cứ hỏi, tôi chắc chắn biết gì nói nấy. Được. Tây Giao nhìn chăm chú Long Hành Thiên, sau đó mở miệng ra nói, gia tộc Long thì các cậu, có một loại võ học cường đại, tên là Âm Dương Long Thần Công, tôi muốn biết, có phải cậu đã tu luyện nó hay không? Cái gì? Sắc mặt Long Hành Thiên biến đổi lớn, cũng không vội trả lời mà cảnh giác hỏi, sư tỷ, sao chị lại biết Âm Dương Long Thần Công của gia tộc Long thì chứ? Tây Giao không giấu giếm, nghiêm túc nói, theo tôi được biết, hai kỷ nguyên trước của gia tộc Long thì các cậu vô địch khắp thiên hạ, tộc trưởng Long Vô Thí lại dựa vào bản thân mình mà sáng lập Âm Dương Long Thần Công, dung chuyển đất trời, kết quả dẫn đến kỷ nguyên sụp đổ, có phải hay không? Những chuyện này chị cũng biết hết rồi sao? Long Hành Thiên khiếp sợ cực kỳ. Tôi không chỉ biết có thế thôi đâu. Tây Giao nói tiếp, tôi còn biết, Long Vô Thí trước khi chết, còn bảo vệ sự tồn lại của Âm Dương Long Thần Công, kỷ nguyên kế tiếp mở ra, liền có người của gia tộc Long Thị đạt được Âm Dương Long Thần Công. Nhưng người của Long Thị đã trở thành triều đại tối cao nhất, có được thiên hạ, nên ông ta không dám tu luyện Âm Dương Long Thần Công, sợ tăng tốc khiến cho kỷ nguyên sụp đổ, hủy đi nỗ lực thành lập hoàng triều nhiều năm của chính mình, vì thế mới đem Âm Dương Long Thần Công liệt vào cấm thuật, cấm đoán gia tộc Long Thị tu luyện. Tây Giao nhìn về phía Long Hành Thiên, giọng điệu bình thản nói, tôi không nói sai chứ. Tây Giao sư tỷ. Long Hành Thiên hít một hơi sâu, sau đó cảnh giác dò hỏi, rốt cuộc chị là ai, sao lại biết bí mật của gia tộc Long Thị chúng tôi chứ? Cậu không cần có ý nghĩ thù địch với tôi như vậy đâu, thật ra tình hình của tôi và cậu cũng không khác nhau lắm. Tây Giao từ tốn nói, gia tộc Long Thị các cậu, là kỷ nguyên trước đó đã quét ngang thiên hạ, mà nhà họ Tây chúng tôi, ở năm, sáu cái kỷ nguyên trước, đã từng có tổ tiên thống trị trái đất, kết quả cuối cùng, tương tự như Long Thị các cậu, khiêu chiến thiên uy, kỷ nguyên sụp đổ. Thì ra là thế. Long Hành Thiên kinh ngạc liên tục, tự lẩm bẩm, Tây Giao sư tỷ, không ngờ hai chúng ta lại là đồng bệnh tương liên, thật sự là vận mệnh trêu ngươi mà. Tôi và cậu, vẫn có chỗ khác biệt. Tây Giao lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng không hề nói rõ lời của mình, mà dò hỏi cậu có tu luyện Âm Dương Long Thần Công hay không? Chuyện đã đến nước này, Long Hành Thiên không giấu giếm nữa, gật đầu nói, cho dù tôi không trả lời, thì chắc chắn sư tỷ cũng sẽ ra tay thăm dò, đúng vậy, tôi quả thật đã tu luyện Âm Dương Long Thần Công. Vì sao, cậu không sợ kỷ nguyên sụp đổ lần nữa hay sao? Tây Giao cười khỏi. Sợ, nhưng tôi càng muốn đấu tranh hơn. Hai mắt Long Hành Thiên híp lại, nghiêm túc nói, tôi tin tưởng, tôi có thể hoàn thành chuyện mà gia tộc Long Thị không có cách nào làm được, tổ tiên thất bại, tôi chưa hẳn sẽ thất bại. Kỷ nguyên sụp đổ một lần, sụp đổ hai lần, dù là tôi không tu luyện Âm Dương Long Thần Công, thì trái đất cũng sớm muộn sẽ thanh tẩy thêm lần nữa. Long Hành Thiên giọng điệu ngang ngược nói, nếu như vậy, thà rằng liều một lần còn hơn. Lấy Âm Dương Long Thần Công, thêm lần nữa khiêu chiến thiên uy, nghịch thiên đổi mệnh, có lẽ còn có khả năng sống sót. Tôi biết chuyện này có độ khó cực kỳ lớn, gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, tranh một chuyến. Được, có khí phách. Tây Giao có chút tán thưởng nói, sư đệ, không ngờ cậu lại có quyết tâm này, rất tốt. Nếu đã như vậy, thế thì ở kiếp này, chúng ta đồng hành với nhau, võ học của nhà họ Tây chúng tôi, cũng không thua gì Âm Dương Long Thần Công đâu. Tây Giao nghiêm túc nói, không chỉ có thể ở kiếp này, giới luyện võ ở trái đất biến đổi, linh khí khôi phục, thế giới đại loạn, tất cả đều là cơ hội tốt, cơ hội thành công rất lớn. Ha ha, có câu nói này của sư tỷ, tôi yên tâm rồi, thế thì để chúng ta cùng nhau cố gắng tiến lên,
cùng nhau đối kháng chống chế với cao thủ đứng sau làm kỷ nguyên sụp đổ đi. Long Hành Thiên kích động nói, như là tìm được chị Âm, tình cảm ái mộ đối với chị Tây Giao, càng thêm sâu đậm hơn. Ừm. Tây Giao gật đầu, sau đó nói, tôi đã biết đáp án rồi, sư đệ, hôm nay làm phiền cậu rồi, sau này chúng ta gặp nhau ở thời kỳ đỉnh cao nhé. Sau khi nói một câu, Tây Giao không chút dừng lại nào, nhún người nhanh chóng rời khỏi Hoàng Cung. Bởi vì cô ấy mơ hồ phát giác được, trong Hoàng Cung có tồn tại một vị cao thủ cường đại, có thể trở thành uy hiếp cho cô ấy. Khi đang nói bản thân mình có võ học cường đại, Tây Giao liền cảm nhận được sát ý đối phương đối với mình. Vì thế, Tây Giao mới vội vàng rời khỏi Hoàng Cung, muốn khiến cho đối phương không đuổi theo. Lúc này, Long Hành Thiên nhìn sang hướng Tây Giao sư tỷ rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Người này nói không sai, trên người cô ta quả thực có khí thức của võ học cường đại, vì sao không để bà giết cô ta để chiếm lấy võ học của cô ta chứ? Đúng lúc này, hình bóng của Hồng Phất đã xuất hiện bên cạnh Long Hành Thiên. Từ khi Tây Giao đặt chân đến thành phố, Hồng Phất liền phát hiện ra rồi, chỉ là vẫn luôn âm thầm quan sát, cũng không có ý định ra tay. Cũng vì như thế, Tây Giao ngay từ đầu mới không phát giác được sự tồn tại của Hồng Phất. Khi Tây Giao nói ra, nhà họ Tây từng ở mấy kỷ nguyên trước, quét ngang đất trời, Tây Giao cũng nắm trong tay môn võ học cao thâm, thì Hồng Phất liền động sát ý. Bà ta định ra tay xóa sổ Tây Giao, cướp đi những gì mà Tây Giao đã truyền thừa, nhưng lại bị Long Hành Thiên ngăn cản. Thái Mẫu. Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Thái Mẫu, Long Hành Thiên giải thích nói, Tây Giao sư tỷ đối với cháu rất tốt, cháu không muốn chị ấy bị tổn thương. Hơn nữa, cháu tu luyện hệ thống luyện võ, gia tộc Long Thị lấy âm dương thần công quét ngang trời đất, tốt thiên sư tỷ Tây Giao, đã từng lấy hệ thống võ học nghiền ép thế gian, chúng cháu đều bởi bị kiêng kỵ đại thủ diệt thế mà chưa từng tu luyện võ học đẳng cấp. Long Hành Thiên nhìn về phía Hồng Phất, khẽ cười nói, Thái Mẫu. Bà không cảm thấy cháu và Tây Giao sư tỷ rất có duyên phận hay sao? Cháu thích cô ta, Hồng Phất dò hỏi. Đúng. Long Hành Thiên không chút che giấu mà nói, cháu cảm mến Tây Giao sư tỷ đã lâu, nhưng trước đó giữa chúng cháu có khoảng cách rất lớn, vì thế xưa nay cháu không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng từ nay về sau thì khác rồi, cháu và cô ấy có cùng số mệnh, sau này chắc chắn có gặp nhau, có lẽ chúng cháu sẽ trở thành một giai thoại thiên cổ đó. Trên mặt Long Hành Thiên nở nụ cười, giống như có lẽ đã ảo tưởng đến cái hình ảnh đó rồi. Ừm, được lắm. Hồng Phất gật gật đầu cười nói, cái người tên Tây Giao kia, quả thực có tư cách làm người phụ nữ của cháu, bà là thái mẫu của cháu, chắc chắn sẽ thành toàn cho cháu. Có điều, cháu phải cẩn thận nhiều hơn, bà nhận ra được hình như cô ấy cũng không đơn giản đâu, cơ thể mơ hồ có một khí tức rất cổ xưa, cụ thể là cái gì thì bà không biết được. Hồng Phất nhắc nhở. Thái mẫu, cháu có chừng mực mà. Long Hành Thiên cười cười, cháu tin tưởng, dựa vào âm dương long thần công, lại thêm thái mẫu giúp đỡ, tương lai không lâu, cháu có thể trèo lên đỉnh võ đạo tuyệt đỉnh rồi. Đến lúc đó, mọi chuyện đều không thành vấn đề gì lớn hết, cháu sẽ chi phối tất cả mọi thứ trong thiên địa. Ha ha, được, có khí phách, không hổ là đời sau của Hồng Phất võ đế. Hồng Phất cực kỳ tán thưởng Long Hành Thiên. Sau đó nói, công việc trong cung, sắp xếp cũng ổn rồi. Nếu đã sắp xếp ổn thỏa thì để cho hoàng đệ của cháu tiếp quản vị trí hoàng thượng đi, Long Hành Thiên trả lời nói. Ừm, vậy chúng ta đi, qua núi Côn Luân, thông qua tinh không cổ lộ, đi về tinh vực chân võ. Hồng Phất nói. Vâng. Long Hành Thiên gật đầu đồng ý, sau đó tò mò hỏi, Thái Mẫu, cuối con đường cổ của tinh không cổ lộ, là tinh vực chân võ hả? Cũng không phải, Hồng Phất lắc đầu, giải thích nói, cái này nói thì không chính xác lắm, tất cả đều là những chuyện không chắc chắn. Nếu như người tiến vào tinh không cổ lộ, mà không hiểu rõ tinh thông cổ lộ, bị trở đi đâu cũng không biết. Hồng Phất khẽ cười nói, có điều, bà có nghiên cứu về tinh thông cổ lộ, có thể tự mình tìm tòi ra con đường đi đến tinh vực chân võ, đi theo bà, cháu cứ yên tâm đi. Thế thì xin nhờ Thái Mẫu rồi. Long Hành Thiên chắp tay xoay người, khách khí nói, sau đó giống như có chuyện muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng. Bà biết cháu đang lo lắng cái gì, đơn giản là lo lắng khi mình đi tinh vực chân võ, thì không có cách nào có thể gặp được cô Tây Giao kia.
Hồng Phất thành thật nói, bây giờ bà có thể tìm được cô ấy, để đưa cô ấy cùng đi đến tinh vực chân võ với cháu. Nhưng mà, vì những lo lắng của cháu, mà bà không muốn làm như thế, bởi vì cô gái đó, thiên phú cũng rất cao. Hồng Phất nói tiếp, nếu như hai người cùng nhau đi đến tinh vực chân võ, có lẽ tốc độ tu luyện của cô ấy sẽ siêu việt hơn cháu, từ đó cô ấy lại khinh thường cháu. Nếu cháu muốn vĩnh viễn đi cùng cô ấy hoàn toàn khiến cô ấy trở thành người của mình, thì cháu cũng chỉ còn cách là phải siêu việt hơn cô ấy, lấy thực lực để chinh phục cô ấy. Hồng Phất nghiêm túc nói, chỉ có như thế, cô ấy mới cảm mến cháu, con gái mà, chung quy cũng chỉ ngưỡng mộ những người đàn ông mạnh hơn mình thôi, nhất là con gái có thiên tư chắc tuyệt, lại càng thêm ái mộ cao thủ. Ý của Thái Mẫu, con hiểu. Long Hành Thiên như tỉnh ngộ ra mà gật đầu. Sau đó nói, thế thì làm theo ý của Thái Mẫu đi, chúng ta đi đến tinh vực chân võ trước. Chờ cháu sau khi trèo lên đỉnh cao, hoàn toàn có thể vượt ngang hư không? Hồng Phất cười nói, đến lúc đó, cháu muốn đi nơi nào, thì đi đến đó, chỉ cần cháu lấy tư thái vô địch, xuất hiện trước mặt Tây Giao, còn lo lắng không chinh phục được cô ấy nữa hay sao chứ? Có lý lắm, cảm ơn Thái Mẫu đã chỉ đường. Long Hành Thiên cảm kích nói. Đi thôi, ở trái đất càng ngày càng nguy hiểm, sớm đi thì sớm yên tâm hơn. Hồng Phất thúc giục nói. Vâng, Long Hành Thiên cung kính chắp tay đồng ý. Cứ như vậy, Hồng Phất liền dẫn Long Hành Thiên rời khỏi cung thành, chuẩn bị đi vào tinh không cổ lộ. Thời gian linh khí khôi phục ngày càng gần, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Là kỳ duyên, hay là tai nạn, không ai biết được. Vì thế... nên có một số thành phần lựa chọn chạy trốn, thông qua tinh thông cổ lộ mà đi vào ngoại vực, cầu lấy cơ hội sống sót. Có điều, đại bộ phận cao thủ vẫn lựa chọn ở lại. Chờ được mấy ngàn năm rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi, bọn họ không muốn từ bỏ, muốn tận mắt chứng kiến xem vàng son của trái đất, ở lại hưởng lợi khi linh khí khôi phục. Cùng lúc đó, đêm khuya, Tô Thương, Trương Trọng Ngu, Lưu Huy, ba người cuối cùng cũng về đến Giang Bắc. Vào lúc này, trong trang viên nhà họ Tô, sau khi máy bay trực thăng đáp xuống đất, Tô Thương liền ra lệnh cho Trương Trọng Ngu lập tức mở kho tàng của Dược Vương Điện, lấy hết toàn bộ linh thạch dược liệu ra để đề phòng bất cứ tình huống nào. Mặc dù Tô Thương có không ít tài nguyên, nhưng lúc linh khí thức tỉnh cũng không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì, hơn nữa anh còn cần bố trí trí trận, có chuẩn bị dù sao vẫn tốt hơn là không có chuẩn bị gì cả. Còn Lưu Huy thì bị Tô Thương giữ lại. Tô Thương đã đồng ý với Lưu Huy sẽ giúp anh ta đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Sau khi trở lại trang viện nhà họ Tô, Tô Thương liền bắt đầu trợ giúp Lưu Huy lên cấp, tốn rất nhiều công sức cuối cùng đã để Lưu Huy được như mong muốn. Cảm ơn cậu chủ. Lưu Huy vẫn mặc đồ giả nữ, kích động quỳ một chân xuống đất, cảm ơn Tô Thương. Đây là thứ anh nên có. Dẫu sao có thể dễ dàng xóa sổ Long Bình Sinh, anh đã phải hy sinh rất nhiều. Tô Thương cười một tiếng, sau đó lại nói, anh trở về đi thôi, linh khí sắp bắt đầu thức tỉnh, nếu không ngoài dự đoán thì chính là tối mai, tôi phải đi chuẩn bị đã. Lưu Huy cung kính đáp, sau đó liền lui ra khỏi phòng, không kịp chờ đợi mà đi đến chợ đen Cửu Môn. Anh ta và Vương Trại là anh em tốt, cùng làm việc với nhau lâu như vậy. Hôm nay mình biến thành người đẹp, kiểu gì cũng phải cho anh em tốt gặp lần. Cậu chủ nói hết tối nay sẽ khôi phục lại như cũ, vậy phải nhân lúc bây giờ còn có thời gian để đi trêu chọc Vương Trại một chút. Sau khi Lưu Huy rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Thương. Nhưng trong trang viên nhà họ Tô vẫn còn hai người phụ nữ nữa, chính là Lý Nguyệt và Trương Thanh Thủy. Đêm đã khuya, các cô đều đang tập trung tinh thần tu luyện, Tô Thương cũng không quấy rầy. Chắc hẳn tối mai sẽ có nhiều phong ba đây. Tô Thương than thở một câu, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, muốn lấy trạng thái mạnh nhất để chào đón biến cố tối mai. Nhưng đúng lúc này lại có một vị khách không mời mà đến, xông vào trong trang viện nhà họ Tô. Con cháu nhà họ Tô, hợp tác không? Người đột nhiên xuất hiện khoác trường bào màu đen, quanh người tỏa ra một uy áp nhàn nhạt, khí tức trong người lại như vực sâu như biển thẳm. Mặc dù anh ta đã lập tức khống chế, nhưng vẫn bị Tô Thương phát hiện ra, người này chắc hẳn vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt Tô Thương biến đổi, lập tức đề cao cảnh giác,
vội vàng đứng lên, đề phòng đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo bào đen trước mặt. Sau khi dừng lại mấy giây, Tô Thương mới chậm rãi nói ra hai chữ, Khuê Long. Không sai. Người trước mắt chính là Khuê Long, trước đây không lâu đã bị Phong Khê Thiếu Gia và Xích Hồng Nguyệt hợp tác đánh cho bị thương nặng. Lúc ấy Tô Thương nấp ở trong bóng tối, cũng không ra tay mà ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhặt được một món hời lớn. Chẳng qua là anh không thể ngờ được chỉ mới mấy ngày, Khuê Long không chỉ khôi phục vết thương, tay chân gãy lìa mà vẫn sống lại, thậm chí kinh khủng nhất là thực lực còn tăng lên vô hạn, trực tiếp vượt qua hóa thần, đã tới cảnh giới độ kiếp. Thậm chí còn không phải là độ kiếp thông thường, mà đã mơ hồ đạt tới độ kiếp đỉnh phong, chỉ còn cách chuẩn tiên đế một bước nữa. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tiến độ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, làm người ta quá rung động. Ha ha! Khuê Long tháo mũ che màu đen xuống, nở nụ cười nói, không sai, tôi chính là Khuê Long, Tô công tử, xem ra anh rất có ấn tượng về tôi nhỉ. Sắc mặt Tô Thương vô cùng nghiêm túc, nói không sợ là giả, dù sao đối phương cũng là độ kiếp đỉnh phong. Nếu đánh nhau, chắc chắn mình sẽ không có sức đánh trả, sợ rằng còn không chịu được nỗi một hiệp. Nhưng Tô Thương cũng không phải là không có cách để đối phó, anh đang âm thầm liên hệ với Tháp Hư Không, chuẩn bị mở truyền tống trận bất cứ lúc nào. Lúc trước Tô Thương đã bố trí một truyền tống trận ở trong Tháp Hư Không, một khi mở ra sẽ có thể trực tiếp đi đến núi Cửu Phong. Dĩ nhiên, Tô Thương có thể thông qua truyền tống trận đi núi Cửu Phong, mà cường giả cấp bậc như Khuê Long cũng có thể nắm lấy thời cơ, đi theo Tô Thương đến núi Cửu Phong luôn. Nếu như Khuê Long thật sự đi cùng, Tô Thương sẽ không cần phải kiêng dè gì nữa, hoàn toàn có thể để Kinh Kha đối phó với Khuê Long. Lấy thực lực của Kinh Kha, cho dù bị xích sắt trói buộc cũng có thể ung dung xóa bỏ cảnh giới độ kiếp. Khuê Long. Sau khi lặng lẽ mở truyền tổng trận, Tô Thương thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nhìn thẳng vào Khuê Long, cau mày nói, anh đến tìm tôi làm gì? Tô công tử không cần khẩn trương, dĩ nhiên là chuyện tốt. Khuê Long không hề có chút địch ý nào với Tô Thương, khẽ cười nói, tôi đã nghe nói đến chuyện ở núi Cửu Phong mấy ngày trước. Tô công tử làm rất tốt, xoa sổ sắc phong, đánh tên chó má Phong Khê Thiếu Gia kia bị thương nặng, còn hủy diệt trùy tử kim của anh ta, thậm chí là nhốt Xích Hồng Nguyệt lại. Không tệ không tệ, đúng là hả giận, anh cũng coi như đã xả giận được cho tôi. Khuê Long nhìn Tô Thương, hiền hòa cười nói, hôm nay tôi tới. Đầu tiên là muốn nói với Tô công tử một tiếng cảm ơn. Nói cảm ơn thì không cần. Tô Thương đứng đắn nói, anh đến từ ngoại vực, mà tôi là người trái đất, chúng ta như nước với lửa. Tô công tử, anh nói vậy thì quá tuyệt tình rồi. Khuê Long cười nói, ngày đó ở núi Cửu Phong, chắc hẳn anh cũng đã nghe được lời nói của tôi không có lòng kính sợ Viêm Long Tiên Đế, thậm chí giữa tôi và ông ta còn có một mối hận lớn. Hơn nữa Phong Khê Thiếu Gia và Xích Hồng Nguyệt đối xử với tôi như vậy, đã phá hủy nửa thân rồng của tôi, ta đã đi về phía đối lập với Viêm Long Tiên Đế rồi. Khuê Long chân thành cười nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, Tô công tử, cũng không phải là chúng ta không thể làm bạn, tôi đến tìm anh chủ yếu là để nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Tô Thương nhìn thẳng vào Khuê Long, nghi ngờ nói, anh tới trái đất không phải vì ngăn cản linh khí thức tỉnh sao? Mà tôi thì muốn cho linh khí thức tỉnh, mục đích của chúng ta khác nhau, hợp tác thế nào? Ai nói tôi sẽ ngăn cản linh khí thức tỉnh? Khuê Long cười nói, tôi đã trở mặt với Viêm Long Tiên Đế rồi, chắc hẳn ông ta cũng đã biết tôi phản bội. Bây giờ Viêm Long Tiên Đế không có cách nào tiến vào trái đất, thậm chí ngay cả khế ước chủ tớ mà tôi ký kết với ông ta cũng đã mất hiệu quả sau khi tới trái đất. Chỉ có ẩn náu ở trái đất, tôi mới có thể giữ được tính mạng, từ từ phát triển. Khuê Long tiếp tục nói, mà nếu tôi đã muốn trở lên mạnh hơn, linh khí thức tỉnh là thứ không thể thiếu được, chỉ có như vậy, sau này tôi mới có thể có thực lực chống lại Viêm Long Tiên Đế. Tô công tử, mục đích của chúng ta là giống nhau, cũng muốn thúc giục linh khí thức tỉnh, tại sao không thể hợp tác? Anh nói cũng có lý. Tô Thương gật đầu một cái, sau đó lại nói, nhưng mà theo tôi biết, có một điều anh nói sai rồi, linh khí thức tỉnh sẽ bắt đầu vào tối mai. Đến lúc đó Viêm Long Tiên Đế sẽ đến trái đất, sợ rằng nguyện vọng của anh sẽ trở lên vô ích rồi. Anh phản bội Viêm Long Tiên Đế, chờ Viêm Long Tiên Đế đến, chắc hẳn đó sẽ là ngày giỗ của anh. Tô Thương lạnh nhạt nói,
sợ rằng anh còn không có cả cơ hội để trưởng thành. Đây chính là lý do tôi muốn hợp tác với Tô công tử. Khuê Long nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười nghiền ngẫm, nói tiếp, thật ra thì tôi đã sớm biết phương pháp đến trái đất của Viêm Long Tiên Đế rồi. Chỉ cần kiểm soát hợp lý, Viêm Long Tiên Đế căn bản không có cách nào đến trái đất. Khuê Long tiếp tục nói, trận pháp tự nhiên bảo vệ vòng ngoài trái đất cũng không phải vô dụng, hơn nữa mấy trăm năm gần đây lại càng ngày càng mạnh. Viêm Long Tiên Đế chỉ dùng sức mạnh của bản thân thì sẽ không có cách nào đến đây được, cho dù áp chế cảnh giới cũng không làm được. Cho nên ông ta mới lập ra một kế hoạch, đó là giấu một phần lực lượng tinh huyết và một số hồn phách của mình ở trong cơ thể của Phong Khê thiếu gia. Khuê Long thật thà nói, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, để người ta xóa sổ Phong Khê thiếu gia, Viêm Long Tiên Đế sẽ hạ xuống một số hồn phách nữa để dung hợp với hồn phách trong cơ thể của Phong Khê thiếu gia, mượn xác sống lại mà vẫn có thực lực để cảnh. Mà lực lượng tinh huyết ẩn giấu trong cơ thể của Phong Khê thiếu gia hoàn toàn có thể chịu đựng được lực lượng của đế cảnh, sẽ không xuất hiện hiện tượng nổ tung mà chết, như vậy Viêm Long Tiên Đế sẽ có thể lấy thực lực để cảnh tung hoành ở trái đất. Khuê Long cho rằng Tô Thương không biết chuyện này, liền nói tiếp, dĩ nhiên, vô căn cứ hạ xuống một số hồn phách cũng không phải là việc dễ dàng với Viêm Long Tiên Đế, sẽ bị trận pháp bảo vệ trái đất chặn lại. Nhưng lúc linh khí thức tỉnh, trận pháp bảo vệ trái đất sẽ yếu bớt. Đến lúc đó ông ta sẽ có thể làm như vậy. Khuê Long tiếp tục nói, lần này trong số 10 cường giả hạ xuống trái đất có một người tên là Thanh Hải, anh ta ẩn giấu cảnh giới, bây giờ vẫn có thể giữ được thực lực hóa thần. Căn cứ theo sự sắp xếp của Viêm Long Tiên Đế, Thanh Hải sẽ xóa bỏ Phong Khê thiếu gia vào lúc linh khí thức tỉnh, sau đó Viêm Long Tiên Đế hạ hồn phách xuống, mượn xác sống lại, làm chủ tất cả. Khuê Long cười nói, chỉ cần chúng ta xóa sổ Thanh Hải trước, rồi lại khống chế Phong Khê thiếu gia, Viêm Long Tiên Đế sẽ không thể làm gì được. Tô Thương nghe thấy vậy thì rơi vào trầm mặc, anh đang suy nghĩ rốt cuộc Khuê Long có ý gì. Dĩ nhiên, anh biết lời Khuê Long nói đều là thật, chẳng qua là đang suy đoán Khuê Long có thật sự muốn hợp tác hay không. Tô công tử, anh không tin lời tôi nói sao? Khuê Long thấy vậy, cho rằng Tô Thương đang nghi ngờ. Liền lập lời thề, Khuê Long tôi lấy linh hồn để thề, từng câu tôi nói đều là thật. Tôi tin. Tô Thương lạnh nhạt nói, Xích Hồng Nguyệt đã nói cho tôi biết chuyện này trước rồi. Ha ha. Khuê Long dừng một chút, sau đó nói, suýt nữa thì tôi quên mất Tô công tử đã nhốt Xích Hồng Nguyệt, sớm biết như vậy thì tôi cũng không cần tốn công nói nữa. Nếu Tô công tử biết tôi không nói dối, vậy không bằng chúng ta lập kế hoạch trước. Xem làm thế nào để xóa sổ Thanh Hải. Khuê Long nói tiếp. Không cần, Thanh Hải đã chết rồi. Tô Thương không giấu giếm, chỉ vì ra vẻ mình cao thâm khó lường nên lại bổ sung một câu, là tôi giết. Cái gì? Khuê Long hơi giật mình, rất hứng thú quan sát Tô Thương, khẽ cười nói, Thanh Hải duy trì thực lực ở cảnh giới hóa thần, không ngờ lại chết ở trong tay Tô công tử thật lợi hại. Thuận tay thôi. Tô Thương bình thản nói, chỉ là vì sao anh không muốn xóa bỏ Phong Khê thiếu gia, mà lại muốn giết Thanh Hải. Bây giờ còn chưa đến lúc linh khí thức tỉnh, nếu như Phong Khê thiếu gia chết, Viêm Long Tiên Đế sẽ không có cách nào hạ hồn phách xuống để dung hợp với hồn trong cơ thể Phong Khê thiếu gia, chẳng phải kế hoạch đó sẽ đổ sông đổ bể sao? Không thể. Khuê Long lắc đầu một cái, rất kiêng kỵ nói, Phong Khê thiếu gia không thể chết được. Lực lượng tinh huyết mà Viêm Long Tiên Đế để lại trong cơ thể anh ta vô cùng kinh khủng. Nếu Phong Khê thiếu gia chết, một tàn hồn kia của Viêm Long Tiên Đế sẽ nắm thân xác của Phong Khê thiếu gia trong tay, mặc dù không có cách nào bộc phát ra thực lực để cảnh, nhưng cũng không thể khinh thường, sợ rằng lấy sức mạnh của chúng ta bây giờ vẫn không có cách nào ngăn được. Khuê Long nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy. Tô Thương âm thầm vui mừng, may mà ngày đó không giết Phong Khê thiếu gia. Nếu không sẽ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn. Phong Khê thiếu gia này đúng là một quả bom nguyên tử di động, nếu xóa bỏ anh ta thì chẳng khác nào kích nổ bom nguyên tử. Tô công tử, tôi đã nói hết những gì mình biết cho anh rồi, cũng đủ để chứng minh thành ý của tôi. Khuê Long thẳng thắn cười nói, chỉ cần hai người chúng ta có thể hợp tác, mở linh khí thức tỉnh, không lâu sau này chúng ta sẽ có thể ngang nhiên tung hoành trên trái đất. Để tôi suy nghĩ chút đã. Tô Thương không lập tức đồng ý, mà tò mò hỏi, có một việc tôi không nghĩ ra.
rõ ràng mấy ngày trước anh bị đánh thương nặng, thậm chí còn vứt bỏ nửa đoạn thân rồng, tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh không chỉ khôi phục mà cảnh giới lại tăng tới độ kiếp đỉnh phong rồi. Ha ha! Khuê Long sảng khoái cười nói, nếu đã phải hợp tác, nói cho anh biết chuyện này cũng không sao. Tôi vốn là thiếu tộc chủ của Long tộc, vốn là đồng loại với Viêm Long Tiên Đế, nhưng Viêm Long Tiên Đế vô cùng ngang ngược, vô số năm trước đã từng gây ra tai họa ngập trời, bị trục xuất ra khỏi Long tộc. Khuê Long nói tiếp, ai ngờ sau chuyện này, Viêm Long Tiên Đế lại không ngừng có kỳ ngộ, trở thành đề cảnh, thậm chí còn là cường giả đứng đầu trong số các đề cảnh, rất ít có đối thủ ở dưới bầu trời này. Sau khi Viêm Long Tiên Đế trở lên mạnh mẽ đã bắt đầu trả thù Long tộc, bắt Long tộc thành nô bộc. Khuê Long cắn răng nghiến lợi nói, vì để trà đạp sự tôn nghiêm của Long tộc mà ông ta đã bắt tôi làm tùy tùng, ép tôi ký khế ước linh hồn với ông ta, làm tôi sống không bằng chết. Mà tôi thì vẫn luôn nhẫn nhịn, khom lưng khuỵu gối lấy lòng ông ta, cuối cùng Viêm Long Tiên Đế mới thiếu cảnh giác, cho phép tôi đi tới trái đất. Khuê Long cắn răng nói, đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi ông ta, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua. Mặc dù Long tộc sa sút, nhưng vô số năm trước, Long tộc từng huy hoàng vạn năm, căn cơ thêm sâu, tôi lại là thiếu tộc chủ của Long tộc, đương nhiên sẽ có con át chủ bài. Khuê Long khẽ cười nói, tôi có thân thể sau khi tọa hóa của tiền bối đế cảnh trong Long tộc, cho dù không có chuyện bị chém đứt thân xác ở núi Cửu Phong, tôi cũng sẽ tự chặt đứt, dung hợp thân thể của tiền bối đế cảnh. Chính là bởi vì thân thể của tiền bối đế cảnh, tôi mới có thể khỏi bệnh, đặt chân đến độ kiếp đỉnh phong. Khuê Long nói tiếp, chỉ là vì tôi muốn đến kịp lúc khi linh khí thức tỉnh, xuất quan hơi vội vàng, nếu không cho tôi thêm một chút thời gian nữa, thậm chí tôi còn có thể đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tô công tử, chỉ sợ bây giờ anh là người có thực lực mạnh nhất ở trái đất đi, chỉ cần tôi đặt chân đến chuẩn tiên đế, còn có ai là đối thủ của tôi nữa. Khuê Long tự tin cười nói, cho nên hãy hợp tác với tôi, Tô công tử, anh cũng không lỗ đâu. Chuẩn tiên đế, vô địch, anh đang nói gì vậy? Trong lòng Tô Thương rất khinh bỉ, biết Khuê Long coi thường trái đất, xem ra anh ta cũng không biết tình huống của trái đất. Chưa nói đến Kinh Kha, đại lão Bạch Khởi mặc Âu phục kia mà ra tay một cái là đã có thể cho anh ta một trận rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khuê Long cười cười nói, tôi cần trợ thủ, mà các phương diện của cậu cũng không tệ, thực lực cũng khá ổn, cậu xứng đáng làm trợ thủ của tôi. Nhưng Tô thiếu gia, cậu yên tâm, tôi sẽ không khoan dung mà ràng buộc cậu đâu, giữa chúng ta hợp tác là bình đẳng. Khuê Long chân thành nói, mục tiêu của tôi là Viêm Long Tiên Đế, đây tất nhiên là mục tiêu dài hạn, trong thời gian ngắn thì tôi cũng không có năng lượng để giết hại cậu ta, cậu và Viêm Long Tiên Đế có mối thù thâm sâu đại hận, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Tôi không dám trèo cao đâu. Tô Thương nói, anh vừa mới nói, thậm chí anh có thể dễ dàng đặt chân đến cảnh giới tiên đế, tôi không có tài cán gì, sao có thể hợp tác cùng có lợi với anh được. Ha ha! Khuê Long chăm chú nhìn Tô Thương, để lộ ra một nụ cười, sau đó nói với giọng điệu ẩn ý, Tô thiếu gia, cậu nói câu này, là không đủ chân thành rồi. Theo tôi được biết, cậu có thể khống chế tháp hư không, mà tháp hư không là đế khí của Huyền Thiên Tiên Đế, thân phận của cậu, còn cần tôi phải nói rõ sao? Hả, Tô Thương khẽ nhíu mày nói, anh cũng biết rồi hả? Đương nhiên rồi. Khuê Long cười nói, Tô thiếu gia, kiếp trước, sở dĩ cậu bị nhốt trong cửu u địa ngục, là do Viêm Long Tiên Đế hại, tuy sau nay không biết đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại xuất hiện ở trái đất? Nhưng nói tóm lại là Viêm Long Tiên Đế đã từng bày mưu hãm hại cậu, cậu cũng vì thế mà phải đánh đổi. Tôi tin, trong lòng cậu cũng hận Viêm Long Tiên Đế đến tận thấu xương, nếu đã vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Khuê Long nói nghiêm túc, chỉ cần chúng ta liên kết với nhau thật mạnh mẽ, cùng nhau dùng tài nguyên của trái đất, sớm sẽ có một ngày, chắc chắn có thể giết chết được Viêm Long Tiên Đế. Nghe thấy Khuê Long nói như vậy, Tô Thương lại trầm mặc một lần nữa, không hề tỏ thái độ ngay tức khắc. Nhưng, trong lòng Tô Thương đã có quyết định, cứ giả vờ đồng ý trước, cho dù tên Khuê Long này có tính toán gì đi nữa, thì cũng không đáng sợ. Dù gì thì cảnh giới chuẩn tiên đế của trái đất, không chỉ một người có thể hoàn toàn bắt chẹt được Khuê Long. Chỉ là,
nếu Khuê Long đã chủ động đề nghị hợp tác, Tô Thương đương nhiên không thể đồng ý một cách thoải mái như vậy được, phải kỳ kèo lôi kéo một chút, để xem có thể đạt được cái gì tốt nữa không. Tô thiếu gia, cậu lo lắng cái gì sao? Lúc này, Khuê Long hỏi dò. Đương nhiên là có lo lắng rồi. Chẳng qua là nếu Khuê Long đã tìm tới cửa, mặc dù Tô Thương có cách để chạy trốn, nhưng đối phương không có ác ý, anh cảm thấy cũng không cần phải trở mặt. Dẫu sao linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, vẫn nên giảm bớt tranh chấp thì hơn, linh khí thức tỉnh quan trọng hơn tất cả. Khuê Long, nếu anh đã mạnh như vậy, tại sao còn muốn hợp tác với tôi? Lúc này, Tô Thương hỏi tiếp, đúng như lời anh nói, anh đã vô địch, thậm chí anh chỉ cần nhấc tay lên là có thể xóa sổ được tôi, nhưng bây giờ lại chạy đến nói muốn hợp tác với tôi không thể nghĩ ra được tại sao anh lại làm vậy. Tô Thương nói thẳng mà không kiêng dè, lai lịch của tôi đã bị anh vạch trần hết sạch rồi, bây giờ tôi chỉ là cảnh giới nguyên anh mà thôi, cách quá xa so với thực lực của anh. Nếu như trong quá trình hợp tác, ông đâm tôi một nhát dao sau lưng, hoặc là dứt khoát không đâm sau lưng, mà lập tức trở mặt thành không quen, thì tôi biết tìm ai để nói rõ lý lẽ đây. Ha ha, Tô thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi, tôi có thể thề, Viêm Long Tiên Đế chưa bị giết, nếu tôi làm hại đến cậu, thì tôi chết cũng không yên. Khuê Long trực tiếp thề. Được. Tô Thương nghe thấy vậy, gật đầu hài lòng, hợp tác thì hợp tác, vậy thì sau này tôi sẽ gọi anh là anh Long nhé. Hai chúng ta chân thành hợp tác với nhau, cùng nhau tiến bộ, thì Long Viêm Tiên Đế là cái thá gì chứ? Ha ha, cậu nói rất đúng. Khuê Long cười sảng khoái, sau đó khiêm tốn nói, nhưng, Tô thiếu gia, anh Long xấu hổ không dám nhận đâu nha, cậu từng là Huyền Thiên Tiên Đế, lại gọi tôi là anh Long, tôi. Chấm. Hai, đã từng trải qua biến cố thì những chuyện như này thì là bình thường thôi. Ngày trước huy hoàng thế nào đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, chuyện của quá khứ đừng nên nhắc lại nữa. Tô Thương thở dài một hơi, rồi lại cười nói, bây giờ thực lực của anh còn mạnh hơn tôi gọi anh là anh Long, là điều đương nhiên mà. Ha ha, vậy tôi mà từ chối là không phải phép rồi. Khuê Long vui vẻ đồng ý. Như vậy mới đúng chứ. Tô Thương cười cười, vội nói tiếp, đúng rồi anh Long. Chỗ tôi tu luyện còn thiếu tài nguyên, anh cũng biết đấy, linh khí của trái đất đã cạn kiệt, chẳng có đồ gì tốt cả, anh xem có thể cho tôi chút đồ tốt như linh thạch cực phẩm, để tôi đột phá cảnh giới được không? Tôi biết chúng ta vừa hợp tác, mà tôi đã ở miệng đòi những đồ tốt, quả thực là có chút đường đột, nhưng tôi thực sự đã hết cách rồi, anh Long, nếu anh có, thì giúp tôi với, còn nếu không có thì không sao, cứ coi như tôi chưa nói gì hết. Tô Thương nói thêm. Cậu em Tô này, cậu nói cái gì thế, không phải chỉ là tài nguyên tu luyện thôi sao, anh đây sao lại không có chứ? Khuê Long khá là hào phóng, trực tiếp lấy ra 5 viên pha lê long lanh từ trong vòng tay chứa đổ ra, rồi đưa cho Tô Thương. Đây là, long tinh sao? Tô Thương nhận lấy, rồi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, bỗng bộc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không sai. Khuê Long gật đầu cười nói, đây chính là long tinh của long tộc tôi, một viên long tinh, bằng với mấy vạn viên đá linh thạch cực phẩm đấy. 5 viên long tinh ẩn chứa linh khí này, hoàn toàn đủ để giúp cậu đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Cái này, chấm. Tô Thương sợ Khuê Long đổi ý, vội vàng thu vào vòng tay chứa đồ, sau đó ngại ngùng nói, anh Long, cảm ơn anh nhé, anh hào phóng quá đi. Tiếc là tôi không có đồ gì tốt để đáp lễ lại cho anh. Cậu em Tô, không cần khách sáo, chúng ta hợp tác không phải là để giúp đỡ lẫn nhau sao? Khuê Long vui vẻ cười nói, cậu cứ dùng thoải mái đi, chỗ tôi còn rất nhiều long tinh. Dù gì thì tôi cũng là thiếu tộc chủ của long tộc, lần này đến trái đất, long tộc đã kỳ vọng rất cao ở tôi, nên đã cho tôi không ít tài nguyên. Họ trông chờ tôi ở trái đất lớn mạnh đến mức có thể chống lại được Viêm Long Tiên Đế. Khuê Long thành thật nói, một mình tôi cũng không dùng hết, tặng cho cậu chỗ này cũng không có vấn gì lớn cả, mấy vị trưởng lão ở Long Tộc mà biết cũng sẽ không trách tôi đâu, bởi vì cậu từng là Huyền Thiên Tiên Đế mà. Nếu như bọn họ biết tôi dùng mấy viên long tinh này, liền có thể kết giao được với cậu, chắc chắn sẽ vui đến nỗi không ngậm được mồm cho xem. Khuê Long nói. Lời nói này cũng không phải là giả. Tô Thương đã từng,
rất có tiếng ở trong vũ vũ mênh mông này, anh ấy còn dám dùng tên gọi của tinh vực, để làm đặt tên cho chính mình, nếu không có thực lực thực sự thì sao mà làm được như vậy chứ? Sau đó, Tô Thương nói chuyện với Khuê Long một hồi lâu, một vở kịch huynh đệ tình thâm được diễn ra. Cậu em Tô, tiện cho anh hỏi một chút, đồ đê tiện Xích Hồng Nguyệt kia, còn bị cậu giam trong tháp hư không nữa không vây? Lúc này, Khuê Long đột nhiên hỏi. Tô Thương dừng lại một chút, sau đó thành thật nói, anh Long, cô ta không có ở đó nữa, cô ta rời đi rồi. Thật là đáng tiếc. Khuôn mặt Khuê Long tràn đầy sự tiếc nuối nói, cậu em Tô, cậu không biết rồi, thân phận của Xích Hồng Nguyệt này không đơn giản vậy đâu. Cô ta không phải người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế sao? Tô Thương đã biết hết nhưng giả vờ ngu ngơ. Chưa chắc. Khuê Long nghiêm túc nói, từ khi nào mà Viêm Long Tiên Đế lại coi trọng phụ nữ như vậy chứ? Tôi đoán, có thể cô ta là con gái của Viêm Long. Con gái của Viêm Long Tiên Đế á? Đúng. Khuê Long nói tiếp, lúc trước ở núi Phong Sơn, tôi cố ý đùa cợt với cô ta, chính là muốn tiếp cận cô ta một chút. Xem cô ta có giấu giếm thủ đoạn gì không, hoặc là ép cô ta đến đường cùng, để chính cô ta nói ra thân phận của mình. Nhưng cái tên chó má Phong Khê kia, lại xuất hiện, còn dùng chùy tử kim hủy đi long thân của tôi, đến mức tôi không thể thăm dò thành công. Khuê Long tiếp tục nói, nhưng suy đoán của tôi, chắc là đúng, khả năng cô ta chính là con gái của Viêm Long Tiên Đế. Cậu em Tô, không phải cậu đã nhốt cô ta lại rồi à? Sao lại thả cô ta đi vậy? Khi nói đến đây, Khuê Long nhìn về phía Tô Thương. Tôi cùng chẳng còn cách nào khác. Tô Thương giang tay ra bất đắc dĩ nói, con đàn bà thối đó có một vật chí bảo rất lợi hại, tên là vạn vật mẫu khí đình. Vật đó vô cùng mạnh, nếu như không phải thực lực của cô ta quá yếu, thì cũng không thể thúc đẩy được sức mạnh, nói không chừng tôi còn bị cô ta giết rồi đấy. Tô Thương không giấu giếm mà thành thật nói. Nhưng dù cho như thế, thì cô ta vẫn có khả năng có thể đồng quy vu tận với tôi. Nếu như tôi không thả cô ta đi, thì cô ta sẽ dùng vạn vật mẫu khí đỉnh, đến lúc đó tôi và cô ta cũng xong đời rồi. Tô Thương gượng cười nói, hết cách, tôi chỉ có thể mở tháp hư không, để mặc cho cô ta rời đi. Vạn vật mẫu khí đỉnh. Khuê Long nghe vậy, bỗng giật nảy cả mình, không ngờ Viêm Long lại đưa vạt này cho Xích Hồng Nguyệt. Vậy thì không cần nói nhiều nữa, cô ta chính là con gái của anh ta. Cậu em Tô, cậu có biết cô ta đi đâu rồi không? Chúng ta có thể bắt Xích Hồng Nguyệt, dùng cô ta để uy hiếp Viêm Long Tiên Đế. Không biết, tôi không dám hỏi. Tô Thương lắc đầu nói. Đáng tiếc thật. Khuê Long thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc, sau đó chỉnh đốn lại bản thân nói. Nhưng vấn đề cũng không quá lớn, chỉ cần cô ta vẫn còn ở trái đất. Thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được thôi. Cậu em Tô, việc cấp bách bây giờ là bắt đầu khôi phục lại linh khí, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu. Khuê Long nói tiếp, còn nữa, đêm mai tôi sẽ tới canh chừng Phong Khê thiếu gia, có tôi ở đây, cậu yên tâm đi, kế hoạch của Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ không thành công. Bây giờ vẫn còn thời gian, tôi quay về chỗ ở điều chỉnh trạng thái một chút, cậu em, tôi đi trước đây. Vừa nói xong, Khuê Long liền nhún người rời đi. Tô Thương nhìn theo bóng người đã biến mất của Khuê Long, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt. Hôm nay mới chỉ là lần gặp mặt chính thức của Tô Thương và Khuê Long mà thôi. Lần trước ở núi Cửu Phong, anh ấy ẩn náu trong bóng tối, không xuất hiện, đương nhiên Khuê Long chưa từng gặp anh ấy, và Tô Thương cũng không hiểu rõ về Khuê Long. Hôm nay Khuê Long đột nhiên tìm tới cửa để hợp tác. Chắc chắn Tô Thương sẽ không thổ lộ tâm trạng thực sự của mình với anh ta, anh ấy lại càng không tin tưởng lần hợp tác này, mà chỉ là hợp tác cho có lệ thôi. Nhưng, đồ tốt mà Khuê Long cho anh ấy, lại là thật, Long tinh này, rất ít khi thấy được đó. Cho dù là ở Long tộc, cũng là bị thiếu hụt vô cùng, chỉ có các cao thủ mạnh của Long tộc, sau khi trải qua nhiều tháng tọa hóa, thì mới có thể ngưng tụ thành Long tinh. Khuê Long cho một lúc 5 viên Long Tinh, cũng có thể coi như là hào phóng rồi. Cái tên Khuê Long này, rốt cuộc là có ý gì chứ? Tuy mình không biết anh ta có mục đích gì, nhưng tình nghĩa cho mình Long Tinh, mình sẽ nhớ kỹ. Sau một hồi cân nhắc Tô Thương tự lẩm bẩm, nếu như ngày sau,
chuyện anh ta làm mà không quá đáng lắm, thì mình có thể suy nghĩ đến chuyện kết bạn với người bạn này. Tô Thương không phải người vong ân phụ nghĩa, không biết Khuê Long có mục đích gì, nhưng Long Tinh có tác dụng rất lớn đối với Tô Thương. Khuê Long rộng lượng như vậy, Tô Thương đương nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Nếu mọi thứ anh ta làm, giống như anh ta nói, chỉ là vì đánh bại Viêm Long Tiên Đế. Hoặc là, Khuê Long sẽ không làm chuyện gì gây hại cho trái đất, không gây sự với bạn bè người thân nào bên cạnh anh ấy, thì Tô Thương sẽ đối xử thật lòng. Nói đơn giản một chút, tuy lần này tiếp xúc với Khuê Long, đa số chỉ là hợp tác cho có lệ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Tô Thương sẽ bộc bạch tâm tình với Khuê Long cả. Còn đến cuối cùng thái độ của anh ấy đối với Tô Thương như thế nào, thì phải xem biểu hiện sau này của Khuê Long. So sánh Long Tinh với những tài nguyên khác thì tốt hơn nhiều, chắc là mình chỉ cần luyện hóa một viên Long Tinh, là có thể đặt chân đế nguyên anh đỉnh phong luôn rồi. Tô Thương vừa nghĩ, trong nháy mắt một viên Long Tinh đã xuất hiện trong lòng bàn tay anh ấy, tối mai, chính là thời khắc mấu chốt để linh khí khôi phục, mình cần phải nắm bắt thời gian, tranh thủ đặt chân đến nguyên anh đỉnh phong. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương liền bố trí một trận pháp phòng ngự, để tránh bị quấy rầy. Sau đó đột ngột vận chuyển cửu u trấn ngục quyết. Còn Lý Nguyệt và Trương Thanh Thủy ở căn phòng sát vách bên cạnh, bây giờ vẫn đang tu luyện, không hề phát hiện ra cuộc trò chuyện trước đó của Tô Thương và Khuê Long. Bởi vì khi Khuê Long xuất hiện, liền dùng thực lực hóa thần đỉnh phong, phong ấn không gian xung quanh lại. Hai người họ, đương nhiên sẽ không phát hiện ra. Cứ như vậy, ba người tách biệt ở gian phòng khác nhau, tự mình tu luyện. Chấm. Chính lúc đó, Tô Ma và Vương Phú Quý, hai người cuối cùng cũng tới được Giang Bắc. Ban đầu, Tô Ma cũng bình thường, nhưng so sánh với Vương Phú Quý thì khá là hà khắc, thậm chí còn yêu cầu Vương Phú Quý đi bộ về phía Giang Bắc. Sau khi tận hưởng mô mình sinh ba, Tô Ma giống như có chút mở mang đầu óc, suốt ngày cám dỗ Vương Phú Quý vào quán ba. Hai ngày nay, dưới sự chỉ đạo của Vương Phú Quý, Tô Ma vừa đi vừa dừng, chỉ cần dừng, là lại giày vò một phen, đến mức bây giờ Tô Ma cũng có chút hư hỏng rồi. Vốn dĩ tuổi ông ta đã cao, bây giờ hốc mắt lại càng sâu hóm thêm, nét mặt già nua, nhìn thoáng cho chút mệt mỏi phờ phạc, cơ thể như bị ai lấy mất hết sức sống. Cuối cùng đến Giang Bắc rồi. Tô Ma nhìn thoáng qua chốn đô thị xa hoa lộng lẫy, nói với vẻ mệt mỏi, đêm nay hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Ngày mai linh khí sắp khôi phục lại rồi, không thể chậm trễ nữa. Sư phụ, nghỉ ngơi cái con khỉ ấy, con quen thuộc Giang Bắc nhất, nhân viên quán nào có tố chất tốt, nhân viên quán nào xinh đẹp, nhân viên quán nào thủ đoạn bịp bợm, con biết rõ mồn một. Dương Phú Quý hưng phấn nói, đêm nay con sẽ dẫn người đến một chỗ tốt, bảo đảm người sẽ hài lòng. Im ngay. Tô Ma nghe vậy, vô cùng nghiêm túc, giả vờ ngay thẳng liếc nhìn Dương Phú Quý một cái. Trầm giọng nói, con suốt ngày nghĩ cái gì thế, linh khí khôi phục quan trọng như thế, đại chiến sắp đến rồi sao có thể ham hưởng thụ thế được. Vương Phú Quý, nếu con còn nói mấy chuyện không đúng đắn nữa thì đừng trách ta không nể tình, ta đuổi con ra khỏi sư môn đấy. Tô Ma nghiêm túc nói, đừng. Vương Phú Quý nghe thấy vậy, bỗng hoảng sợ, vội nói, sư phụ, con không nhắc đến nữa, sau này con sẽ không nhắc đến quán ba trước mặt người nữa. Con thề, nếu như con nhắc lại, con sẽ... Khụ. Tô Ma nghe thấy Vương Phú Quý muốn thề độc, trong lòng liền căng thẳng, vội vàng cắt lời nói, tuyệt đối không được nói như vậy nữa, thực ra, thỉnh thoảng nhắc lại thì vẫn được. Đúng rồi, con vừa mới nói, con biết rõ các quán ba ở Giang Bắc như lòng bàn tay, là thật sao? Tô Ma làm bộ không thèm để ý, tiện mồm hỏi. Đương nhiên là thật ạ. Vương Phú Quý thành thật nói, từ nhỏ con đã lớn lên ở quán ba ở Giang Bắc chính là ngôi nhà thứ hai của con. Đến Giang Bắc, lúc đầu con muốn đưa người ghé qua quán ba tốt nhất một lát, nghe thấy lời người nói, con như mới tỉnh mộng vây. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, sư phụ, người nói quá đúng luôn, con không thể tiếp tục ngu dốt như vậy được nữa, từ hôm nay trở đi, con muốn tránh xa khỏi quán ba, để làm một người có chí tiến thủ. Không nhất phải như vậy. Quán ba mà Vương Phú Quý nhắc đến, Tô Ma có một chút hứng thú, thản nhiên hỏi, quán ba con vừa mới nói kia,
là nơi chính quy à? Sư phụ! Ai ngờ, Vương Phú Quý nghe thấy câu lời này, nổi nóng nói, người coi Vương Phú Quý con đây là người thế nào chứ? Sao lại hỏi con có chính quy hay không vậy? Dựa vào bản lĩnh của Vương Đại Thiếu gia con, quán ba chính quy, con sẽ đi sao? Chấm hỏi. Không biết xấu hổ mà. Nếu để cho người khác nghe được những lời này, chắc chắn sẽ tức đến nỗi đỏ mặt, rồi chửi Vương Phú Quý không biết xấu hổ. Nhưng, Tô Ma lại phấn khích, vừa nghĩ đến các em nhân viên xinh đẹp ở quán ba, trong lòng đã bắt đầu thấy ngứa ngáy một chút. Nhưng ông ta lại thay đổi ý nghĩ, hai ngày nay bản thân đã di chuyển rất nhiều, cơ thể hết sức chịu nổi, có lòng nhưng không đủ lực. Sư phụ, người không biết rồi, quán ba mà con nói là Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, chỗ đó mấy em nhân viên tuyệt vời lắm, kỹ thuật phục vụ thì hạng nhất, lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Chấm. Nhanh, dìu ta qua đi. Vương Phú Quý đang nói, ai ngờ lúc này, Tô Ma đột nhiên cắn môi, thúc giục Vương Phú Quý dẫn đường. Sư phụ, không phải người vừa nói muốn tìm chỗ nghỉ ngơi à, chuẩn bị đến đại chiến rồi, sao bây giờ lại? Chấm. Bên trong quán ba cũng có thể nghỉ ngơi, đừng lại nhảy cả ngày nữa, mau đưa ta đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh đi. Tô Ma gấp gáp không chờ Vương Phú Quý nói tiếp. Sư phụ, sức khỏe của người. Chấm. Ta rất khỏe, người đẹp khiến cho ta khoan khoái, con người một khi vui vẻ, sức khỏe còn có thể kém được sao? Tô Ma nghiêm túc nói. Cái này. Vương Phú Quý còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Tô Ma đã không kịp đợi mà kéo cậu ấy đi luôn. Cứ như vậy, cặp thầy trò đã đến nơi. Sau khi vào Ngọc Chi Tiên Cảnh, Tê Ma vui sướng vô cùng, trực tiếp bộc lộ ra bản tính vốn có, liền biến thành một ông già háo sắc, cười khà khà khiến mấy em nhân viên ở quán ba giật bắn mình. Nếu như không phải vì Vương Phú Quý là khách quen của Ngọc Chi Tiên Cảnh, thì chắc có lẽ bảo vệ đã đuổi ông ta ra ngoài rồi. Lúc này, trong phòng bao thượng hạng của quán ba, hai người Vương Phú Quý và Tô Ma ngồi trên ghế sofa. Quản lý quán ba dẫn theo hơn 20 mấy nhân viên nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng đi vào, đứng thành một hàng dài tiếp đó khom người cúi chào Vương Phú Quý và Tô Ma, sau đó tùy ý để hai người lựa chọn. Sư phụ, ngài cũng biết rồi đó, tôi có vợ rồi cho nên lần này vẫn giống như những lần trước, tôi chỉ xoa bóp massage là được rồi, ngài cứ chọn thỏa thích, không cần suy nghĩ tới tôi. Vương Phú Quý cười nói, những nhân viên massage này, ngài muốn chọn người nào thì cứ chọn người đó. Ha ha, Vương Phú Quý, tên nhóc nhà cậu sao lại làm bộ làm tịch như vậy, có vợ rồi thì sao chứ, cứ chơi đùa thỏa thích, dù sao thì vợ cậu cũng sẽ không biết được. Tô Ma dùng giọng điệu lý lẽ lên tiếng nói, đàn ông mà, gặp dịp thì chơi, cũng là lẽ thường tình của con người, làm gì có người đàn ông nào muốn làm chuyện lớn mà từ chối loại tình cảm qua đường chỉ vì vợ mình chứ. Sư phụ, vẫn là thôi đi. Vương Phú Quy nói một cách nghiêm túc, trong lòng tôi chỉ có một mình vợ tôi thôi, tôi không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy được. Mặc dù thoạt nhìn Vương Phú Quý trông rất sung túc, ngoài miệng thì lại rất đào hoa, nhưng kể từ khi xác định mối quan hệ với Lưu Sở Điềm, anh ấy cũng không hề có giao lưu sâu sắc với người phụ nữ nào khác nữa. Mấy lần chủ động nhắc đến quán ba, chẳng qua chỉ là muốn lấy lòng Tô Ma mà thôi, dùng quán ba để kết thân với cây đại thụ Tô Ma này. Cậu đó, không nghe lời người già nói, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, thôi đi, tôi không quản cậu nữa, cậu không chọn vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tô Ma cười cười, sau đó nâng ngón tay lên chỉ về cô gái massage xinh đẹp ở cuối góc bên trái, lên tiếng cô ta. Sư phụ, ánh mắt của ngài thật tinh tường, vóc dáng của cô nhân viên này quá khoa trương đó, có gở luôn này, ha ha ha. Vương Phú Quý cười nói, nhưng mà sư phụ. Sao ngài chỉ chọn một người thôi vậy? Ý của tôi là, để cô ta rời đi, những người còn lại thì ở lại, tôi muốn tất cả. Tô Ma phấn khởi nói. Chấm hỏi. Vãi. Muốn tất cả. Sư phụ à, thận của ngài vẫn còn tốt chứ? Vương Phú Quý oán thầm trong lòng, ngoài mặt thì khoát tay, bảo cô gái bị chọn chúng đi ra ngoài. Ngay sau đó, hơn 20 cô nhân viên massage còn lại lần lượt ngồi xuống. Bắt đầu xoa bóp massage cho Tô Ma, làm cho Tô Ma vô cùng vui vẻ. Sư phụ, thân phận cô gái vừa nãy chắc hẳn là tốt nhất, còn là một phụ nữ đã có chồng, sao ngài lại để cô ta đi?
vẻ mặt Vương Phú Quý khó hiểu hỏi. To như vậy thật dọa người, còn nữa, phụ nữ đã có chồng thì có gì tốt, có biến thái mới thích phụ nữ đã có chồng. Hai tay Tô Ma ôm lấy hai người đẹp, miệng cười khẽ nói, tôi đã từng thích qua những phụ nữ đã có chồng rồi, bây giờ tôi chỉ thích những cô trẻ tuổi thôi, càng non mềm tôi càng thích, ha ha. Thích phụ nữ đã có chồng thì đều là biến thái. Mẹ kiếp! Sư phụ à sư phụ, ngài mới là biến thái đó được chưa? Trước đây giả vợ oai phong lẫm liệt, cương trực công chính, kết quả trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đột nhiên trong lúc đó còn vội càng muốn đến quán bar, đến được quán bar rồi thì cười hề hề. Đây không phải biến thái chứ là gì? Thậm chí Vương Phú Quý còn hoài nghi, người sư phụ thiện nghi này của mình, mẹ kiếp, có phải là người có hai nhân cách hay không? Sư phụ, ngài cứ mát xa trước đi, tôi đi ra ngoài đợi, chứ không ở lại đây quan sát đâu. Ngay lúc này, Vương Phú Quý cười cười, đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng bao thượng hạng này. Chẳng qua là ngay tại khoảnh khắc này, cánh cửa phòng bao thượng hạng bất chợt bị người nào đó đẩy ra. Ngay sau đó, một bóng dáng không ngờ tới bất chợt xuất hiện, đứng tại ngay cánh cửa phòng bao, vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhìn về phía Vương Phú Quý. Vương Phú Quý nhìn kỹ hơn, nhất thời trong lòng vui mừng ngây ngất, cười nói vui vẻ, vợ à, em. Vợ. Đúng vậy, người đến đột ngột này, chính là Lưu Sở Điềm, thanh mai trúc mã của Vương Phú Quý. Câm miệng. Giờ phút này đây, Lưu Sở Điềm tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Phú Quý, lá gan của anh thật lớn ha, không ngờ tới anh còn dám đến quán bar. Vợ à, em hiểu lầm rồi, anh không có làm gì cả, hôm nay. Vương Phú Quý lên tiếng giải thích, ánh mắt dừng ở trên người Tô Ma, cất lời, sư phụ, cô ấy là Lưu Sở Điềm vợ của tôi, ngài mau giúp tôi giải thích với cô ấy đi, hôm nay tôi chỉ đi cùng với ngài đến quán bar thôi, tôi chỉ là người dẫn đường, chứ không hề làm gì cả. Nghiệt đồ! Trong nháy mắt khi Lưu Sở Điềm xuất hiện, Tô Ma đã đứng dậy, cho nên Lưu Sở Điềm cũng không nhìn thấy cảnh tượng trái ôm phải ấp của Tô Ma. Giờ này phút này, Tô Ma đi đến trước mặt Vương Phú Quý, bỗng nhiên giống như biến thành một người khác, nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, tôi sớm đã cảnh cáo cậu rồi, đừng có mà mê mùi quán ba, đừng có mê mùi quán ba, mà cậu cứ khăng khăng không nghe lời, hôm nay lại còn lén lút chuồn đến quán ba. Hừ, nếu như không phải tôi đến đúng lúc, e là hiện tại cậu đã bắt đầu hưởng thụ sự phục vụ của một đám nhân viên massage rồi, đúng là bùn nhão thì không chát thường được mà. Tô Ma trừng mắt nhìn Vương Phú Quý, sau đó chuyển hướng nhìn về phía Lưu Sở Điềm, bày ra tư thái tấm gương sáng của người làm sư phụ, bộ dáng chứng chạc đàng hoàng nói, cô là vợ chưa cưới của Vương Phú Quý đúng không? Hai, là tôi có lỗi với cô, tôi không quản giáo tốt đệ tử của mình. Hai, nhìn thấy cậu ấy như vậy, người làm sư phụ như tôi đây cũng vô cùng đau lòng. Sau đó Tô Ma còn lên tiếng hứa hẹn, nhưng mà cô không cần quá đau lòng đâu. Sau này tôi sẽ quản cậu ấy nghiêm ngặt hơn, tin rằng cậu ấy sẽ cải tà quy chính, sửa sai những sai lầm trước đây. Sư phụ! Vương Phú Quý trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Tô Ma. Phản ứng của sư phụ là điều mà anh ấy ngàn vạn lần không nghĩ tới, chó má, thực sự quá chó má. Câm miệng, tôi không phải sư phụ của cậu, trước khi cậu chưa từ bỏ cái tật xấu mê mụi quán ba này, thì đừng gọi tôi là sư phụ. Nghĩ đến huyết ma tôi sáng suốt cả một đời, thanh bạch liêm khiết, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, ai ngờ lúc tuổi già lại nhận thức người không thiện lương, nhận phải một tên đệ tử như cậu. Tô Ma thở dài một lần nữa, che mặt mà rơi lệ, hai, tôi vô cùng đau đớn mà. Tiền bối, Lưu Sở Điềm rốt cuộc cũng hiểu được, sau đó lại nhìn sang vẻ mặt đau buồn của Tô Ma lập tức lên tiếng an ủi nói, đây không phải là lỗi của ông, chỉ trách Vương Phú Quý. Là do anh ấy không đứng đắn, chứ không hề có liên quan gì đến ông. Nói thì nói như vậy, nhưng... Hai, thôi bỏ đi, để tôi một mình yên lặng một chút. Thoạt nhìn dáng vẻ Tô Ma vô cùng đau buồn, chắp tay sau lưng, vẻ mặt tịch mịch rời khỏi phòng bao thượng hạng. Sư phụ! Mẹ kiếp! Vương Phú Quý phản ứng lại kịp, nghiến răng nghiến lợi nói, ngài như thế này không hay ho gì đâu, sư phụ, ngài quay lại đây. Nói xong, Vương Phú Quý lập tức muốn đuổi theo Tô Ma, muốn để Tô Ma quay lại đi giải thích cho rõ ràng. Vương Phú Quý,
Có điều, Lưu Sở Điềm cực kỳ giận dữ nghiến răng nghiến lợi, thẳng thừng nhéo lấy lỗ tai của Vương Phú Quý, cắn răng nói, anh càng ngày càng giỏi rồi, trước đó em đã đến Giang Bắc rồi, sớm đã chào hỏi với các quán ba lớn, vừa nãy nghe nói anh đến Thập Chỉ Như Ngọc, em còn không tin được, còn tưởng rằng quản lý quán ba nhận nhầm người rồi, không ngờ tới, Vương Phú Quý anh thật sự dám tới đây. Không không không, không phải như vậy đâu, vợ à em nghe anh giải thích. Ối, đau. Lưu Sở Điềm thẳng thừng ra tay, Vương Phú Quý gặp bi kịch rồi, trong lòng vô cùng oan ức, khóc không ra nước mắt. Qua một lúc sau, quản lý của Thập Chỉ Như Ngọc mới xuất hiện, kể lại tỉ mỉ tình huống vừa rồi với Lưu Sở Điềm. Bớt gạt tôi lại đi, sư phụ của Vương Phú Quý chính trực liêm khiết, sao có thể như loại người mà anh nói được, còn nữa, Vương Phú Quý làm sao có thể nhịn được mà không gọi mát xa, chắc chắn là anh đang nói dối. Lưu Sở Điềm nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, quản lý Hà, vì để giải vây bào chữa cho Vương Phú Quý mà lại có thể vấy bẩn một lão tiền bối quang minh lỗi lạc như vậy, anh. Lưu Sở Điềm hoàn toàn không tin nổi, thậm chí còn muốn dạy dỗ cả quản lý của Thập Chỉ Như Ngọc. Quản lý vội vàng lấy camera giám sát của sảnh lớn ra, khi nhìn thấy dáng vẻ cười ha ha của Tô Ma khi bước vào quán bar, Lưu Sở Điềm như chết lặng, trợn mắt há mồm đến choáng váng. Sau khi biết được chân tướng bộ mặt thật của Tô Ma, Lưu Sở Điềm mới biết mình đã trách lầm Vương Phú Quý, hai người nắm tay hòa thuận trở lại. Tiếp theo đó, Vương Phú Quý và Lưu Sở Điềm cũng không hề rời khỏi quán bar Thập Chỉ Như Ngọc ngay, mà tìm một phòng bao khác, làm chuyện vui vẻ nhất của hai vợ chồng. Hành động này khiến cho người quản lý cũng sững sờ, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người dẫn vợ mình đến quán bar, mà còn làm chuyện vợ chồng ngay trong quán bar. Kể từ khi quán bar Thập Chỉ Như Ngọc được thành lập cho đến bây giờ. Không, chắc hẳn là tất cả các quán bar trên toàn thế giới, cũng không xảy ra chuyện như thế này, là duy nhất mà từ trước giờ chưa từng có. Giang Bắc hiện giờ, thế lực khắp nơi phức tạp khó hiểu, rất nhiều cường giả tu chân ẩn náu cũng đã đến rồi. Không chỉ như vậy, một vài võ giả lớn mạnh lúc đầu vốn cũng không muốn tham dự thức tỉnh linh khí. Nhưng mà cũng không biết nghe nói từ nơi nào rằng, lúc linh khí thức tỉnh sẽ sản sinh ra lực lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, cho dù là tu chân giả hay là võ giả cũng đều có thể hấp thụ. Hơn nữa nếu như chiếm được, chắc chắn sẽ có thể một bước lên trời, thực lực sẽ lớn mạnh vượt bậc. Vì vậy, một vài cường giả tu luyện hệ thống võ thuật cũng sôi nổi tới tập mà chạy tới, muốn tranh đoạt một phen. Vốn dĩ hệ thống võ thuật cũng không giống như hệ thống tu chân, nhưng bọn họ chiếm được phúc lợi biến đổi võ thuật, tổng thể sức mạnh cũng sẽ tăng lên. Trong thiên hạ này, có rất nhiều cường giả võ tôn, có thể so với cảnh giới kết đan, mà hệ thống tu chân vì nguyên do chẳng may nên không thể đặt chân đến cảnh giới kết đan chính thức, mà chỉ có cảnh giới giả đan. Cảnh giới giả đan lớn mạnh đơn giản mà nói vẫn có thể sánh ngang với võ tôn, thực lực đôi bên cũng không có chênh lệch quá lớn. Chẳng qua là hệ thống võ thuật thấp thoáng sẽ mạnh hơn một chút, bởi vì một vài tông phái cổ xưa lớn mạnh đã có người vượt qua bối cảnh mà đặt chân lên tới cảnh giới võ thánh. Nói tóm lại, linh khí thức tỉnh sẽ bắt đầu, mạch nước ngầm của Giang Bắc bắt đầu khởi động, hết sức căng thẳng. Giờ này phút này, sau nửa đêm, tại trạm xe Giang Bắc, một người đàn ông mặc áo bào đạo sĩ màu tím, trong tay cầm cây phất trần, bước từng bước lớn ra khỏi trạm xe. Thoạt nhìn ông ấy khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi, ngũ quan cân đối, thậm chí còn có chút tuấn tú. Chiếc áo bào đạo sĩ mà người đàn ông mặc được chế tác vô cùng tinh xảo, mặt trên là những đường vân huyền bí phức tạp trải dài, thoạt nhìn không phải là thứ bình thường. Nếu như có người đạo gia ở đây lúc này, chắc chắn sẽ cúi lạy hành lễ với người đàn ông này. Bởi vì áo bào đạo sĩ màu tím, ở đạo gia chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ tông mới có tư cách mặc vào. Ở khắp các nơi trên thế giới, có vô số đạo quán, đạo sĩ thì lại nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ có một người xứng mặc áo bào màu tím, đại diện cho thân phận cao nhất của đạo gia. Vô Lượng Thiên Tôn, tôi Vương Dương Minh, cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận ở rể rồi. Người đàn ông mặc áo bào màu tím, chính là lão trưởng môn của núi Võ Đang. Được mệnh danh là Vương Dương Minh tính toán không lộ chút sợ hở. Vào lúc này, Vương Dương Minh hít sâu một hơi, nhìn qua áo bào và phất trần của mình, lộ ra dáng vẻ tươi cười đã lâu không thấy, đã qua bao nhiêu năm rồi,
ông bạn già, các người cuối cùng cũng lại nhìn thấy được ánh sáng rồi. Mấy năm nay, đã để các người nằm bụi bặm trong vòng tay lưu trữ, thật sự là khổ cho các người rồi. Vương Dương Minh mỉm cười nói, nhưng mà, kể từ ngày hôm nay trở đi, các người đã có thể đạt được thành tựu xuất sắc, tôi muốn đưa các người lao vào trái đất, đi về hướng toàn bộ vũ trụ, làm rạng rỡ truyền thống của đạo gia, để cho bầu trời vô biên này mỗi một nơi đều sẽ có truyền thừa của đạo gia tôi. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đi tìm hậu duệ của nhà họ Tô, chỉ điểm cho cậu ấy mê cung, vậy thì tên nhóc đó mới là mấu chốt để thức tỉnh linh khí, tôi phải nói cho cậu ấy một vài việc cần chú ý mới được. Nghĩ đến đây, Vương Dương Minh đi ra khỏi trạm xe, đi đến đường đối diện với trạm xe. Mặc dù là đêm khuya, nhưng bên ngoài trạm xe người tới lui không ngừng, có người vì kiếm sống, cũng có người đang gấp rút lên đường. Cho tôi ít tiền đi, tôi đã không được ăn 2 ngày 2 đêm rồi, tôi sắp đói chết rồi, cầu xin ông thương xót. Vương Dương Minh mới vừa đứng ở bên đường, tính toán vị trí của Tô Thương, đang định chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Đi đến trang viên nhà họ Tô tìm Tô Thương, thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một người ăn xin ăn mặc rách dưới, đang bò đến ôm lấy chân của Vương Dương Minh, bộ dạng ăn xin vô cùng đáng thương. Mà người ăn xin này chỉ có một chân, đầu tóc rối bù bẩn thỉu, thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Hai, nhân gian thật đau khổ. Vương Dương Minh cúi đầu liếc nhìn thì không nhịn được mà thở dài một hơi, sau đó lập tức lấy ra một xấp tiền giấy nhăn nhúm từ trong áo bào. Lần này rời nhà đi ra ngoài, vợ của Vương Dương Minh không hề cho ông ấy một cắt bạc nào, ngay cả thẻ ngân hàng cũng chặn mất. Xấp tiền giấy này, chính là số tiền riêng mà ông ấy gom góp suốt mấy năm nay, ước chừng có hơn 300 đồng. Vào lúc này, Vương Dương Minh nhìn thấy người ăn xin đáng thương, cho nên lập tức quyết định bố thí cho đối phương một ít tiền. Đầu tiên ông ấy rút ra một tờ 100 đồng, sau khi người ăn xin nhìn thấy. Ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào. Chẳng qua là sau đó thì khác. Vương Dương Minh lại đặt tờ 100 đồng về chỗ cũ, giống như là không nỡ, sau đó lại lấy ra một tờ 5 đồng miễn cưỡng đưa qua, sau đó còn nói một cách hào phóng cầm lấy đi, tiêu tiết kiệm một chút. Người ăn xin nhìn thấy vậy, vẻ mặt lập tức ghét bỏ, nhưng có tiền còn tốt hơn không có, vì vậy ngoài miệng lên tiếng cảm kích, cảm ơn đại sư, ông thật đúng là cao tăng đắc đạo. Nói xong, người ăn xin lập tức muốn tới nhận lấy 5 đồng mà Vương Dương Minh đưa cho. Hả? Ai biết được, khi Vương Dương Minh nghe thấy, tay nắm thành đấm giơ lên, nhíu mày nói, cậu mới vừa gọi tôi là gì? Đại sư? Không phải, là cái câu phía sau, cậu gọi tôi là gì? Cao tăng đắc đạo. Người ăn xin cảm kích nói, đã mấy ngày nay tôi không được ăn cơm rồi, đại sư, mặc dù ông cho tôi không nhiều. Nhưng 5 đồng này, hoàn toàn đã cứu lấy mạng sống của tôi, ông không cần phải cảm thấy mình cho ít mà áy náy trong lòng đâu, cho là tôi có lỗi về xưng hô cao tăng đắc đạo, chỉ là ông cứu lấy mạng của tôi, ở trong lòng tôi, ông chính là cao tăng đắc đạo. Cao tăng đắc đạo ông nội cậu. Vương Dương Minh nghe thấy lời này, nhất thời tức giận, nổi giận đùng đùng, cất đi 5 đồng vào trong túi, sau đó nổi nóng nói, cậu mù hay là không có mắt vậy, tôi là đạo sĩ, đạo sĩ. Cao tăng đắc đạo, cậu là kẻ ngốc à, ngay cả bản thân mình sùng bái thứ gì cũng không biết, còn muốn 5 đồng của tôi, nằm mơ gì. Vương Dương Minh hùng hổ chửi mắng một lúc, sau đó một hít một hơi thật sâu nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, bỏ đi, không tức giận, tôi không tức giận. Đợi đã, tôi đang nói gì thế này, ngã Phật từ bi chó má gì chứ, tôi là đạo trưởng, suýt chút đưa cậu đi lạc đường rồi. Vương Dương Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người ăn xin tàn tật nằm trên mặt đất, bực dọc nói, mau đi đi, tôi không có khả năng cho cậu tiền đâu. Còn nữa, cậu cũng đừng có giả vờ nữa, người trẻ tuổi tốt như vậy, có tay có chân, giả vờ tàn tật làm cái gì chứ? Vương Dương Minh dùng những lời lẽ thấm thía chỉ dạy, mỗi ngày đều ưỡn mặt ra đó, mất hết tôn nghiêm, kiếm tiền như vậy, sau này chết đi làm gì còn có mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông. Tên nhóc. Cậu vẫn còn trẻ, tôi khuyên cậu sống bằng sức của mình là tốt nhất, đừng có cầu xin người khác cho cậu tiền tiêu, mà hãy kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, tiền có được bằng cách như vậy, lúc tiêu tiền mới có tự tin. Vương Dương Minh khuyên bảo, Thánh Tăng, tôi tỉnh ngộ rồi, tôi cảm thấy ông nói rất đúng, rất có lý.
Người ăn xin nghe thấy những lời Vương Dương Minh nói, thì không giả vờ nữa, sau đó cậu ta chậm rãi đứng dậy. Vô lượng thiên tôn. Vương Dương Minh thấy vậy, nhất thời trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, không ngờ mình lại lợi hại đến như vậy, vài ba lời đã có thể khuyên người ta đi theo đường ngay chính, không hổ làm mình mà, ha ha ha. Nhưng mà tên nhóc này, cậu lại lầm rồi, tôi không phải thánh tăng, tôi là đạo sĩ, cậu có thể gọi tôi là... Câm miệng. Ai ngờ được, người ăn xin kia đột ngột cắt ngang, hơn nữa còn móc ra một con dao gọt hoa quả từ trong túi, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Vương Dương Minh, lạnh lùng nói, cướp đây, tên đạo sĩ chết tiệt, mau đem hết tiền trong túi của ông giao ra đây. Vương Dương Minh nhất thời trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì thế này, mẹ kiếp, vừa rồi còn thành kính hèn mọn, sao thoáng chốc đã thành hung thần ác sát rồi. Nhóc con. Sau khi Vương Dương Minh phản ứng lại, ánh mắt dừng lại trên người tên ăn xin, ý tứ sâu xa, cậu có biết cậu đang làm gì không, cướp bóc chính là phạm tội, cậu hãy mau bỏ dao xuống, tôi sẽ không so đo với cậu, cậu vẫn còn trẻ, con đường sau này. Thôi đi, tên ăn xin lập tức đẩy Vương Dương Minh một cái, giữ tợn nói, nó nhảm cái gì đấy, mau đưa ra đây. Mẹ kiếp, cậu làm thật à, Vương Dương Minh tức đến mức nói lời thô tục. Thánh Tăng, không phải ông bảo tôi tự lực cánh sinh, dùng sức lực của chính mình đi kiếm tiền sao? Tên nhóc kia lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đi tới, dứt khoát cướp tiền trong túi của Vương Dương Minh. Mẹ bà, tôi là bảo cậu đi làm thêm đó cậu hiểu không, bà nó, chứ ai bảo cậu đi cướp bóc bao giờ? Vương Dương Minh tức giận nói. Làm thêm. Tên ăn xin cướp lấy một xấp tiền từ trong túi của Vương Dương Minh, sau đó bĩu môi. Khinh thường nói, làm thêm thì không được đâu, vừa mệt nhọc mà lại kiếm được ít, đời này ông đây cũng sẽ không đi làm thêm. Tên ăn xin nói xong, đếm tiền trong tay rồi khinh bỉ nói, Thánh Tăng, tôi thấy ông ăn mặc cũng ra gì đấy, lại còn mang theo phất trần, tôi còn tưởng rằng ông lăn lộn tốt thế nào, nhưng hóa ra ông cũng chỉ là một tên nghèo mà thôi. Nể tình ông đáng thương như vậy, cho nên cho ông 5 đồng tiền này, trời cũng sắp sáng rồi. Ông mua một phần bánh bao nhỏ mà ăn đi. Tên ăn xin đắc ý cười cười, sau đó ném cho Vương Dương Minh một tờ 5 đồng nhăn nhúm, rồi cất số tiền còn lại vào trong túi. Ngay sau đó, cậu ta lấy từ trong ngực ra một gói thuốc lá gói mềm, mở ra rút một điều ra châm lên, rít hai ngụm rồi mới chậm rãi rời đi. Thánh Tăng, tôi cảnh cáo ông đừng có mà báo cảnh sát, nếu không việc đầu tiên khi ông đây ra khỏi nhà tù chính là trả thù ông đấy. Trước khi đi, tên ăn xin hung dữ uy hiếp, nhìn Vương Dương Minh đang ngây ngốc đứng tại chỗ, mới không quay đầu lại nữa. Tiền dành dụm của tôi. Đưa mắt nhìn tên ăn xin đi xa, ảnh mắt Vương Dương Minh tràn đầy xót xa, nhưng lại không thể đuổi theo. Ông ấy là đệ nhất đạo gia, tính được tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất không thể tính toán được đó là số mệnh của bản thân mình. Hơn nữa, Vương Dương Minh đảm đương đạo chính thống của đạo giáo. Không phải là đạo sĩ bình thường, thế nên ông ấy không thể ra tay với người bình thường được, nếu không số kiếp của đạo gia sẽ bị ảnh hưởng. Và đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường mà thôi, nếu như đối phương tội ác tày trời, Vương Dương Minh vẫn có thể ra tay, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến số kiếp của đạo gia. Nhưng vừa rồi, việc làm của cái tên ăn xin kia còn chưa tới mức tội ác tày trời, quan trọng chính là cuối cùng đối phương còn trả lại cho ông ấy 5 đồng. Rõ ràng trong lòng có suy nghĩ lương thiện. Đối mặt với kiểu người bình thường này, Vương Dương Minh chỉ có thể nhẫn nhịn, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không thì ông ấy tuyệt đối sẽ không đánh trả. Cho nên, toàn thân Vương Dương Minh sở hữu thực lực lớn mạnh, thế nhưng vừa rồi lại không ra tay phản kháng, mà là để mặc cho đối phương rời đi. Đáng ghét thật, cậu cướp tiền thì cứ cướp tiền, nhưng xưng hô phải nói cho đúng chứ, tôi không phải hòa thượng, tôi là đạo sĩ. Là đạo sĩ đó. Vương Dương Minh trợn mắt nhìn về hướng tên ăn xin rời đi, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Thảm, thật thảm hại. Lúc này, ông ấy cúi đầu nhìn 5 đồng nhăn nhúm trên mặt đất, cuối cùng vẫn lựa chọn nhặt nó lên. Quả thật là một người tốt, còn biết để lại tiền ăn sáng cho tôi, đối xử với tôi còn tốt hơn so với vợ tôi. Nghĩ tới đây, Vương Dương Minh bỗng nhiên không còn tức giận như thế nữa. Thậm chí ông ấy còn có một chút biết ơn tên ăn xin kia. Đạo trưởng, vừa xuống xe à,
đi đường cả một đêm chắc chắn là đã mệt lắm rồi, đạo sĩ muốn tìm khách sạn để nghỉ ngơi hay không? Đúng lúc này, một bác gái khoảng 50-60 tuổi tiến lại gần, vẻ mặt ân cần nói. Không cần đâu, tôi còn có việc. Vương Dương Minh dứt khoát từ chối. Thôi này, đạo trưởng, nhà tôi là khách sạn tốt nhất ở gần bến xe đẩy, khách đã từng tới đó đều nói tốt, còn có rất nhiều khách quay lại nữa. Bác gái nói tiếp, thậm chí có một vài vị khách còn đặc biệt ngồi xe tới đây để thăm chúng tôi đấy. Vô Lượng Thiên Tôn. Vương Dương Minh nhìn thoáng qua bác gái, vốn không muốn để ý tới đối phương, nhưng bác gái lại xưng hô đúng, biết gọi ông ấy là đạo trưởng. Gọi ông ấy là đạo trưởng cơ đấy. Như thế thì sao ông ấy có thể từ chối không muốn nói chuyện với một người gọi ông ấy là đạo trưởng được? Có điều. Vương Dương Minh cũng không tin lời bác gái nói, ông ấy khẽ cười nói, bần đạo không ngốc, sao lại có người ngồi xe thật xa tới đây để chạy tới khách sạn của mấy người ngủ, ai lại rảnh rỗi như vậy? Là thật đấy, tôi gạt ông làm gì? Bác gái lộ ra một nụ cười, tiến lại gần nhỏ giọng nói, tôi biết đạo sĩ kiếm tiền không dễ dàng gì, nhưng ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ tính rẻ cho ông, đảm bảo giúp ông tiêu ít tiền nhất nhưng lại chơi vui vẻ thoải mái. Chơi? Vương Dương Minh nhíu mày nói, đến khách sạn không phải là để nghỉ ngơi sao, chơi cái gì? Đạo trưởng, ông cũng đừng giả vờ không biết làm gì, ông mau đi theo tôi đi. Nhân viên phục vụ xinh đẹp nhất của khách sạn chúng tôi, vừa mới tiếp xong một vị khách, vừa hay bây giờ đang rảnh rỗi. Ngay sau đó, bác gái không cho Vương Dương Minh nói thêm mà đã dứt khoát lôi kéo ông ấy đi, đi vào con hẻm gần bến xe. Vương Dương Minh giãy giụa một hồi, nhưng đáng tiếc sức lực của bác gái quá lớn, ông ấy không tránh khỏi cho nên đành phải đi theo bác gái đi về phía trước. Vả lại! Vương Dương Minh cũng rất tò mò rốt cuộc thứ mà bác gái nói là cái gì. Cứ như vậy, vài phút sau, Vương Dương Minh đã bị bác gái đưa đến một khách sạn hẻo lánh. Bởi vì trời sắp sáng, cho nên lúc này rất ít người qua lại, chỉ có hai người là ông ấy và bác gái. Này, Hạ Uyển, ra ngoài tiếp đón khách này, sao cơ, cô đang đi chung bạn trai cô sao? Vậy cô về sớm một chút, đừng để cho chồng cô phát hiện. Bằng không anh ta lại nên đến khách sạn làm loạn, như thế thì tôi phải làm ăn thế nào? Trong lòng cô biết rõ là được rồi, tôi cúp máy trước đây, về phần khách bên này thì tôi sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì đích thân tôi sẽ tiếp đãi vậy. Bác gái gọi một cú điện thoại ở trước mặt Vương Dương Minh, nội dung cuộc trò chuyện vô cùng phong phú. Nhìn đến đây, Vương Dương Minh xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, thì ra bác gái là người dắt khách. Mẹ kiếp! Đây không phải là khách sạn đứng đắn. Vả lại, bác gái còn muốn đích thân tiếp khách. Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Vương Dương Minh phản ứng lại, xoay người muốn rời đi. Đạo trưởng, chờ một chút, đừng đi, khách sạn của chúng tôi vẫn còn nhân viên phục vụ khác. Nếu như ông rất gấp gáp không đợi được nữa, thì tôi cũng có thể tự mình ra trận. Bác gái ra vẻ quyến rũ nói, ông đừng thấy tôi lớn tuổi, thật ra ưu thế của tôi rất nổi bật. Kinh nghiệm lão luyện. Hơn nữa tôi chăm chút bản thân cũng coi như không tệ, 64 tuổi mà trông giống như 46, người ta đều nói phụ nữ 40 là một đóa hoa, đảm bảo không để cho ông chịu thiệt đâu. Cái này, tôi, Vô Lượng Thiên Tôn, tôi còn có việc. Vương Dương Minh liên tục cười khổ, muốn đi nhưng lại không đi được, bác gái đang sống chết ôm chặt lấy cánh tay ông ta. Sao nào, ông chế tôi sao? Ai ngờ. Bác gái nghe thấy ông ấy nói như vậy thì lập tức nổi giận. Không, không, không có. Vương Dương Minh vội vàng nói cho qua chuyện, chủ yếu là tôi không nhiều tiền lắm, bằng không. Bằng không thì tôi đã ở lại rồi. Không có nhiều tiền sao? Bác gái hỏi, ông có bao nhiêu tiền? 5 đồng. Vương Dương Minh lấy ra 5 đồng nhẵn nhúm, nói xong lập tức thở phào nhẹ nhõm. 5 đồng. Thế này thì bà ta cũng sẽ không đồng ý đâu nhỉ, dù sao bây giờ ăn một cái đùi gà cũng không chỉ có 5 đồng, ăn một con gà thì chắc chắn sẽ không đủ. Thành giao. Nhưng ai ngờ bác gái thế mà lại đồng ý, lại còn nhanh như hổ đói vồ mồ, nhanh chóng nhào vào lòng Vương Dương Minh. 5 phút sau, Vương Dương Minh lau đi dấu son môi trên mặt, sải bước đi ra khỏi khách sạn. Về phần bác gái kia thì đang nằm sụi lơ trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Giống như mới vừa trải qua va chạm mãnh liệt, trong mắt đều trắng bệch. Vô Lượng Thiên Tôn.
Vương Dương Minh đứng ở cửa khách sạn, quay đầu lại nhìn thoáng qua bác gái đang nằm trên mặt đất, ông ấy sửa sang lại quần áo một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, tôi vốn không muốn ra tay, nhưng đây là do bà ép tôi. Thoạt nhìn bà cũng tràn đầy sức sống mãnh liệt, nhưng không nghĩ tới lại không còn dùng được như vậy, yên phận mà nằm ở đó đi, hy vọng bà có thể nhớ lâu một chút, nhớ rằng đạo sĩ tôi đây không dễ chọc vào. Vương Dương Minh có chút đắc ý, xoay người muốn rời đi. Nhưng ai ngờ lúc này, cách đó không xa lại truyền đến tiếng còi báo động dồn dập. Ngay sau đó, ba bốn chiếc xe cảnh sát kêu inh ỏi chạy đến, dừng lại bên ngoài khách sạn, sau đó có khoảng 20 mấy 30 cảnh sát xông ra, vây quanh lối ra của khách sạn. Đồng chí cảnh sát, mọi người đến đúng lúc quá, khách sạn này không sạch sẽ, bà chủ có liên quan đến tổ chức bán. Vương Dương Minh nhìn thấy cảnh sát thì lập tức tiến lên, ông ấy định báo cáo tình hình với đồng chí cảnh sát. Thế nhưng lúc này, một cảnh sát gần đó lấy còng tay ra và cạch một cái còng tay Vương Dương Minh lại. Chúng tôi nhận được tố cáo, khách sạn này tụ tập bán dâm, chúng tôi có lý do nghi ngờ, ông là khách hàng, cho nên xin mời ông đi với chúng tôi một chuyến. Cảnh sát trẻ tuổi ngay thẳng nói. Đùa gì vậy chứ? Vương Dương Minh vội vàng giải thích, đồng chí cảnh sát, các anh hiểu lầm rồi, tôi đường đường là một người xuất gia thì sao có thể làm ra loại chuyện đó? Ha ha, diễn cái gì mà diễn, lại còn là người xuất gia. Chẳng phải ông vì để tìm kiếm kích thích cho nên mới ăn mặc như vậy sao? Vị cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng nói. Cái gì cơ chứ, tôi tìm kiếm kích thích cái sợi lông ấy. Vương Dương Minh dở khóc dở cười, vội vàng nói, cho dù thật sự là tìm kiếm kích thích, thì cũng phải để cho phụ nữ hóa thân mới đúng chứ, cậu đã từng thấy đàn ông mặc đồng phục chưa? Xem ra ông rất hiểu biết nhỉ. Chơi đến quen như vậy mà còn dám nói mình không phải khách hàng ư. Cảnh sát trẻ nói tiếp, nghe ông nói chuyện, hở một tí là phủ nhận, vừa nhìn đã biết ông không phải là một đạo sĩ thực sự, chắc chắn là đến đây để tìm kiếm sự kích thích. Mấy người có tiền như các ông quả thật là biết chơi bời nhỉ, đến mấy chỗ như này sắm vai đạo sĩ, thú vị thật đấy. Cảnh sát trẻ tuổi có vẻ khinh thường. Người có tiền. Vương Dương Minh nghe được ba chữ này, đầu óc lập tức nổ tung. Ông ấy cắn răng nói, 10 phút trước, tôi đúng thật là người có tiền, mang theo trên người một số tiền lớn, nhưng đáng tiếc đã bị người khác cướp mất. Nói đến chuyện này, vị cảnh sát, tôi muốn báo án, vừa rồi có một tên ăn xin cướp giật, cậu ta đã cướp mất hết sạch tiền của tôi rồi. Vương Dương Minh vội vàng nói, tên ăn xin. Cảnh sát trẻ nhìn không được cười nói, cái ông này cũng biết ăn chơi quá đấy nhỉ, tôi đã từng thấy có người chơi giúp việc, y tá. Tổng giám đốc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người chơi ăn xin đấy, đây cũng mới mẻ độc đáo quá nhỉ. Đồng chí cảnh sát, cậu hiểu lầm rồi, tôi thật sự bị tên ăn xin cướp bóc mà, tôi muốn báo cảnh sát. Vương Dương Minh khóc không ra nước mắt. Được rồi. Vị cảnh sát trẻ tuổi lười nghe Vương Dương Minh giải thích, anh ta lập tức nói, việc nào ra việc đó, trước tiên phải giải quyết xong chuyện ông đi chơi gái đã, rồi hẳn tính đến chuyện ông bị cướp bóc. Nếu như đó là sự thật thì chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho ông. Được, cảm ơn cảnh sát, vậy trước tiên hãy xử lý chuyện tôi chơi gái đi, chuyện này của tôi. Đợi đã. Vương Dương Minh cười khổ nói, đồng chí cảnh sát, cậu vẫn không tin tôi sao, tôi thật sự không có chơi gái mà, tôi bị oan đó. Im miệng, lên xe. Cảnh sát trẻ tuổi đẩy Vương Dương Minh, cưỡng ép đẩy ông ấy lên xe, bản thân sau đó cũng lên xe. Về phần các sĩ quan cảnh sát khác, bọn họ đã xông vào khách sạn và bắt giữ những người khác. Không thể không nói, bây giờ năng suất làm việc của cảnh sát rất cao, rất nhanh toàn bộ người trong khách sạn đều đã xa lưới. Đương nhiên bác gái bị Vương Dương Minh đánh ngất xỉu lúc nãy kia cũng không chạy thoát được, thậm chí còn bị áp giải lên xe chở Vương Dương Minh. Hai tay hai người đều bị còng tay khóa lại, ngồi đối diện nhau, bên cạnh mỗi người còn có một cảnh sát. Bà cụ này, bà hãy giải thích với bọn họ một chút, rằng tôi thật sự không có chơi gái đi mà. Vương Dương Minh nhìn về phía bác gái đối diện, dùng giọng điệu thành khẩn cầu xin nói, chúng ta phải thành thật, có sao nói vậy, vừa rồi quả thật bà có ý với tôi nhưng tôi không đồng ý, còn đánh ngã bà phải chứng minh sự trong sạch của tôi. Ông gọi tôi là gì? Bà cụ, bộ ông bị hả, năm nay tôi chỉ mới có 46 tuổi thôi. Bác gái tức giận nói.
Bản thân bà nói bà đã 64 rồi, cũng đã ngót nghét 70 rồi, thế còn không phải là bà cụ sao? Vương Dương Minh nghiêm túc nói. Ông mới ngót nghét 70. 70, bà đã quá coi thường tôi rồi, tôi đã mấy trăm tuổi rồi đấy. Mấy trăm tuổi, ông còn dám nói, đồ chó chết tiệt. Trước kia, lúc ông chưa tới thì khách sạn của chúng tôi vẫn rất tốt, nhất định là do ông tố cáo, cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ khiến cho ông phải hối hận. Bác gái hung dữ nói. Im miệng. Cảnh sát trẻ tuổi ngồi bên cạnh Vương Dương Minh trách mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía bác gái, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc thì ông ta có chơi gái ở chỗ bà không? Toàn bộ quá trình thi hành pháp luật của chúng tôi đều có giám sát, lời bà nói sẽ được ghi chép lại, bà nên biết hậu quả của việc ngụy tạo chứng cứ, cho nên mong bà hãy nói sự thật. Có chơi. Bác gái suy nghĩ vài giây, cuối cùng mang theo hận thù với Vương Dương Minh mà cắn răng nói, trước khi mấy người đến, tôi và ông ấy đang làm việc, ông ấy đặt tôi lên giường, không cho tôi động đậy, còn cởi quần áo của tôi, làm. Được rồi, không cần phải nói chi tiết quá trình, chúng tôi không có hứng thú. Cảnh sát trẻ tuổi đầu tiên là cắt ngang, sau đó là nhìn về phía Vương Dương Minh bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ, anh ta lạnh lùng nói, ông thật đúng là không kiêng kỵ gì cả nhỉ, lớn tuổi như vậy mà ông cũng ra tay. Tôi, Vương Dương Minh khóc không ra nước mắt, quật cường phản bác, ông ấy nói, tôi thật sự không có làm bà ta mà, tôi. À phải rồi, mại dâm thì chắc chắn phải có tiền giao dịch đúng chứ, mấy người có thể điều tra thử xem, tôi không có cho bà ta tiền. Ha ha ha, như vậy có thể chứng minh tôi trong sạch rồi chứ. Ông có cho. Bác gái bị còng tay, khó khăn lấy ra một tờ 5 đồng nhăn nhúm trong túi, vội vàng nói, đồng chí cảnh sát, 5 đồng tiền này chính là ông ta vừa đưa cho tôi. Tôi đã lớn tuổi rồi, không đáng giá, nhưng ruồi nhặng dù có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt. Bình thường khách sạn làm ăn không tốt lắm, tôi khó khăn kiếm sống, dù chỉ có 5 đồng thì tôi cũng làm. Tốt xấu gì thì cũng có thể mua được 2 cân gạo. Bác gái nghiêm túc nói. Mẹ kiếp! Vương Dương Minh nghe nói như vậy, thật sự là nhịn không được, lập tức nói lời thô tục, bà như vậy quả thật là ti tiện. Đồng chí cảnh sát, ông ta mắng tôi. Bác gái vội vàng tố cáo, ông ta xúc phạm nhân cách của tôi sẽ báo cảnh sát. Bà còn cần người khác sỉ nhục sao? Cảnh sát trẻ lạnh lùng nói, hai người mấy người cũng là người tốt gì? Đừng có cãi nhau, có gì thì đến cục cảnh sát rồi nói sau. Tôi không muốn đến cục cảnh sát đâu, tôi còn có việc cần làm, là chuyện rất quan trọng. Vương Dương Minh lo lắng nói. Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc ông chơi gái bị bắt? Cảnh sát trẻ trầm giọng nói, người tốt gì mà không làm chuyện gì tốt, mà hết lần này tới lần khác đi chơi gái. Ông làm thế không phụ lòng người nhà ông sao, ông mau suy nghĩ làm thế nào để giải thích với người nhà đi. Tôi. Vương Dương Minh cũng lười giải thích, sau khi suy nghĩ một hồi, ông ấy hỏi, tôi có thể gọi điện thoại cho người nhà không? Vương Dương Minh tính toán về người khác thì tính ra không sót một thứ gì. Mặc dù lai lịch của Tô Thương khá thần bí, Vương Dương Minh không dám suy đoán chuyện Tổ Thương về phương pháp tu luyện, nhưng về số điện thoại, ở nơi nào thì ông ấy vẫn có thể tính ra. Lúc này, ông ấy vừa bấm ngón tay tính toán, đã lấy được phương thức liên lạc của Tô Thương. Muốn gọi điện thoại cho Tô Thương, để Tô Thương nhanh chóng nghĩ cách cứu ông ấy ra ngoài. Không được. Cảnh sát trẻ tuổi từ chối thẳng thừng, nghiêm túc nói, trước khi thẩm vấn thì ông không thể liên lạc với bất kỳ ai, tất cả mọi thứ đều phải chờ cho đến sau khi thẩm vấn xong, đến lúc đó không cần ông nói, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho gia đình của ông. Ông cũng đừng sợ hãi, tôi thấy xung quanh có camera giám sát, đồng chí của chúng tôi đã mang theo camera giám sát về. Sau khi điều tra, nếu như ông thật sự bị oan, đương nhiên ông sẽ không sao cả. Cảnh sát trẻ nói xong thì không nói thêm gì nữa. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy, xem ra lời trên quẻ bói là sự thật, chỉ cần tôi rời khỏi vợ của tôi, nhất định sẽ xui xẻo, rời khỏi bà ấy, mọi chuyện của tôi đều không thuận lợi. Lần này Vương Dương Minh thật sự muốn khóc, trong lòng vô cùng tủi thân, vợ à, tôi bỗng nhiên có chút nhớ bà rồi. Hầy, thật nhớ những ngày tháng ở rể. Mặc dù chịu hết mọi sự hà hiếp, mặc dù phải giặt quần lót cho cha mẹ vợ, phải bưng nước rửa chân cho vợ, còn phải hầu hạ em vợ, nhưng khi đó lại không có xui xẻo. Vương Dương Minh có chút hối hận vì đã bỏ nhà đi,
thế nhưng khi vừa nghĩ đến chuyện linh khí thức tỉnh quan trọng, ông ấy lại kiên định với quyết tâm của mình. Ngày tháng thoi đưa, vật đổi sao rời. Bất chi bất giác, mặt trời đã mọc, trời đã sáng rồi. Tô Thương chậm rãi mở mắt, kết thúc trạng thái tu luyện, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Trải qua một đêm khổ tu, anh đã luyện hóa hấp thu một viên long tinh, cuối cùng đã đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong như mong muốn. Thời gian chưa tới một đêm mà đã vượt qua mấy cảnh giới nhỏ, dứt khoát đạt tới đỉnh phong. Đối với người bình thường mà nói, đây đương nhiên là chuyện không có khả năng, nhưng Tô Thương thì lại khác. Anh có được linh hồn tiên đế, không thiếu sự hiểu biết đối với các loại cảnh giới, chỉ cần có đủ linh khí, thì anh hoàn toàn có thể không thèm quan tâm tới bình cảnh mà thăng cấp vô hạn. Có điều, lúc trước Tô Thương lo lắng đến mức độ chịu đựng của cơ thể, không muốn đốt cháy giai đoạn, cho nên đã giữ vững sự ổn định, chứ không nhanh chóng thăng cấp cảnh giới. Thế nhưng có long tinh rồi thì khác, sau khi hấp thu thứ này vào, không chỉ cung cấp linh khí, mà còn có thể giúp cho thân thể mạnh mẽ, giúp cho sức mạnh cơ thể của bản thân hoàn toàn xứng với cường độ của Nguyên Anh đỉnh phong. Khuê Long quả thực là một người tốt, long tinh này đã giúp mình rất nhiều. Tô Thương cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể mình, trong lòng thập phần cao hứng, nhẹ nhàng cười nói, nếu như luyện hóa toàn bộ 5 viên long tinh, chắc chắn bản thân thật sự có thể đặt chân vào cảnh giới độ kiếp. Nhưng khi đó, dựa vào tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ mà đối mặt độ kiếp đỉnh phong, mình cũng có sức lực để đánh một trận. Có điều linh khí thức tỉnh sắp diễn ra, mình có một cảm giác, mình từ Nguyên Anh đột phá lên độ kiếp chắc chắn sẽ trải qua một trận lôi kiếp sinh tử. Tô Thương lẩm bẩm nói, nếu như mình bị lôi kiếp đánh cho bị thương, dù cho có thăng cấp đến cảnh giới độ kiếp thì cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn nên lấy linh khí thức tỉnh làm chủ vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thương đứng dậy đi xuống giường, anh đẩy cửa đi ra, vừa hay lúc này Lý Nguyệt cũng từ trong phòng đi ra. Vợ à, em dậy sớm vậy sao, tối hôm qua vẫn luôn tu luyện sao? Tô Thương cười chào hỏi. Lý Nguyệt khẽ gật đầu, cô nhìn Tô Thương, mỉm cười nói, Tô Thương, chắc chắn tối hôm qua anh cũng lén lút tu luyện đúng chứ, muốn vượt qua em sao? Cái này cũng bị em nhìn thấu rồi. Tô Thương lộ ra biểu cảm xấu hổ khi bị bắt bài, dù sao anh cũng là người đàn ông của em, kết quả em lại mạnh hơn anh nhiều như vậy, anh đương nhiên là cảm thấy mất mặt. Phụ nữ là để bảo vệ, vợ à, em cứ yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ trở nên rất mạnh, sẽ có được năng lực bảo vệ em. Tô Thương nghiêm túc nói. Tô Thương. Lý Nguyệt đến gần Tô Thương, cô an ủi, anh không cần phải cố gắng như vậy. Bởi vì cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào vượt qua em. Anh không cần phải lo lắng, cũng không cần tự trách bản thân, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu. Lý Nguyệt cười nói, thật ra, em cảm thấy như vậy là rất tốt. Sau này em là chị lớn ở trong nhà, em xem anh là cún con mà bảo vệ anh, nếu ai dám chọc giận anh, thì em sẽ đánh người đó. Ha ha, vậy quyết định rồi nhé. Vợ, em không được đổi ý. Vĩnh viễn không được ghét bỏ anh, phải bảo vệ anh mãi mãi. Tô Thương cười nói. Tô Thương chỉ thuận miệng nói, nhưng Lý Nguyệt lại nghiêm túc, cô nghiêm mặt nói, Tô Thương, em sẽ dùng cả mạng sống của em để bảo vệ anh, mãi mãi. Vợ à! Tô Thương vô cùng cảm động, anh đón nhận ánh mắt của Lý Nguyệt, hai người rất tự nhiên mà ôm lấy nhau. Giờ phút này, Tô Thương cảm thấy mình có một niềm thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Lý Nguyệt cũng ôm chặt lấy Tô Thương, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cầm lòng không được mà nở một nụ cười. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra. Vợ à, cái gì mà dùng cả mạng sống của em bảo vệ anh chứ, anh không cần em làm như vậy. Tô Thương nghiêm túc nói, nếu thật sự có một ngày, hai người chúng ta chỉ có thể có một người sống, người chết kia, thì nhất định phải là anh, vợ, em có nghe thấy không? Em không nghe, em không nghe. Cái đầu nhỏ của Lý Nguyệt lắc lư giống như cái trống lắc, nhìn thì như lơ đãng nhưng thật ra đang rất nghiêm túc. Cô nói, nếu như anh chết rồi thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa, em không thèm chết sau anh đâu, nếu chết thì cũng phải là em chết trước, em muốn làm cho anh phải nhớ em cả đời. Tô Thương nghe cô nói như vậy, hốc mắt hơi phiếm hồng, kiếp này có được người vợ như vậy là đã thỏa mãn rồi. Một lát sau, Tô Thương điều chỉnh lại cảm xúc, anh cười nói chậc, vợ à.
mới sáng sớm đã nói cái gì mà sống với chết, không may mắn gì cả. Chúng ta đi ăn sáng đi, anh có chút nhớ quán bánh bao súp ở cuối đường An Khang. Ha ha, được, mặc dù thực lực của em cũng tương đối mạnh, bình thường ăn uống không nhiều lắm, nhưng hôm nay em cũng rất muốn ăn bánh bao súp. Lý Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó hai người định đi ăn bánh bao súp. Nhưng ngay sau đó, một dãy số vùng này đột nhiên gọi tới. Là Tô Thương phải không? Đây là đồn cảnh sát trong thành phố. Tối hôm qua trong quá trình dò xét chống nạn khiêu dâm, chúng tôi đã bắt được một đạo sĩ nghi là khách hàng. Ông ta tự nhận là bạn của anh. Nếu như bây giờ anh có thời gian thì hãy đến đồn cảnh sát trong thành phố một chuyến, đến đón ông ấy đi. Cuộc gọi được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông, đối phương tự xưng là cảnh sát. Bạn của tôi, chơi gái bị bắt sao? Tô Thương dừng bước, anh nhìn thoáng qua dãy số hiển thị trên màn hình, khẽ nhíu mày nói, anh đang lừa tôi sao? Tôi là người trong sạch, quang minh lỗi lạc, kết bạn thì cũng đều là những người giống như thế, bạn bè của tôi sao có thể chơi gái chứ? Tôi là cảnh sát nhân dân, số hiệu cảnh sát 8846, tôi không có thời gian để đi lừa anh cử đến đồn cảnh sát một chuyến là sẽ biết tôi có phải là kẻ lừa đảo hay không thôi. Thái độ của đối phương rất cương quyết, hơn nữa cũng không đề cập đến chuyện chuyển tiền, chỉ là bảo đến đồn cảnh sát một chuyến, xem ra không giống giả lắm. Cho nên, Tô Thương tò mò hỏi, người bạn đó của tôi tên là gì vậy? Vương Dương Minh. Cái gì cơ? Sau khi nghe được ba chữ này, Tô Thương nhất thời chấn động. Vương Dương Minh. Chơi gái mại dâm bị bắt. Vương Dương Minh tính toán không chút sơ hở. Bây giờ lại thảm hại như thế sao? Giả. Điều này chắc chắn là giả. Thế nhưng, đối phương đã có thể nói ra tên Vương Dương Minh, chắc chắn là thật sự biết Vương Dương Minh rồi. Chẳng lẽ, lão môn chủ Thiên Cơ môn, thật sự khổ như thế sao? Tôi đã báo cho cậu rồi, cậu nhanh đến đây đi, thân phận của ông ta khá khả nghi, chúng tôi không tra ra được bất kỳ tin tức gì của ông ta, nếu cậu không đến. Chúng tôi phải giam giữ ông ta 24 tiếng, sau đó sẽ dùng mức độ nặng hơn để điều tra ông ta đó. Nhân viên cảnh sát nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không đề cập đến chuyện chuyển tiền, rõ ràng không phải lừa đảo. Trời ạ, lão đạo sĩ chơi gái mại dâm bị bắt, đây chính là tin tức khủng bố đây, thật phiền phức mà. Tô Thương thu lại điện thoại di động, lộ ra một nụ cười khổ. Tô Thương. Lý Nguyệt liền đứng bên cạnh Tô Thương, tất nhiên nghe được lời Tô Thương và cảnh sát nói chuyện, mặt mũi đầy nghi ngờ hỏi, Vương Dương Minh là ai, anh thân với ông ta lắm sao? Vương Dương Minh, lão môn chủ Thiên Cơ môn, danh xưng là tính toán không chút sơ hở, đây là một nhân vật lớn đó nha. Tô Thương giới thiệu sơ qua Vương Dương Minh một chút, sau đó nói tiếp, anh cũng chưa gọi là thân với ông ấy, thậm chí chưa từng gặp nhau. Thế thì ông ta chơi gái bị bắt. Vì sao lại khai ra tên của anh, để anh đi chuộc ông ta chứ? Lý Nguyệt nghi ngờ nói. Không rõ nữa. Tô Thương lắc đầu, sau đó nói, trước đó không phải anh đã tham gia đại hội võ thuật hay sao, địa điểm ngay tại núi Võ Đang, anh có quen biết với môn chủ hiện tại của núi Võ Đang, từng có giao lưu với nhau, khả năng ông ta là chỗ môn chủ hiện tại đã nghe qua tên của anh. Hóa ra là như thế à? Lý Nguyệt khẽ gật đầu. Ngay sau đó mặt mũi đầy ghét bỏ nói, nếu không phải thân thiết, cũng không cần quản chuyện của ông ta làm gì, người này không đứng đắn, thân là đạo sĩ, vậy mà làm loại chuyện đó, thật khiến cho núi Võ Đang xấu hổ mà. Đúng đấy, thật sự không biết xấu hổ mà, chơi gái thì chơi gái đi, đã vậy còn để bị bắt nữa, đây chính là vết nhơ cả đời rồi, thật đáng xấu hổ mà. Tô Thương nghiêm túc khiển trách, chẳng lẽ không bị bắt thì không phải là vết nhơ hay sao chứ? Lý Nguyệt liếc mắt hỏi. Ây! Tô Thương nhất thời kịp phản ứng lại, vội vàng cười nói, đó cũng là vết nhơ, vợ à, anh xem thường nhất là loại người này đó, bại hoại không khí xã hội, khuôn mặt đàn ông bọn anh đều là bị bọn họ hủy hoại hết. Anh thôi đi, trước đây không phải anh cũng ưa thích đi mấy chỗ này hay sao, đại ca không nói nhị ca nha, chuyện này người như anh không có quyền lên tiếng đâu. Lý Nguyệt trợn mắt nhìn Tô Thương. Anh không phải đã giải thích rồi sao, đó là vì anh muốn che giấu chính mình mà. Tô Thương vội nói gấp, em nhìn xem, từ sau khi anh bại lộ thực lực rồi, có lúc nào qua mấy chỗ đó không hả? Thế cũng đúng, nếu mà anh đi,
em chắc chắn không cho anh có cơ hội chạm vào em rồi. Lý Nguyệt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, anh có vợ xinh đẹp như vậy, còn miễn phí cho anh nữa, anh có ngốc mới đi tìm thể loại phụ nữ không đứng đắn đó. Tô Thương vừa cười vừa nói. Cái này còn tạm được, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Lý Nguyệt cười một tiếng. Cái này. Tô Thương không trả lời, mà nói, vợ à, mặc dù anh không quen cái tên đạo sĩ DVM kia, nhưng dù sao ông ấy cũng là nhân vật lớn ở núi Võ Đang. Nếu ông ấy đã nói với cảnh sát tên của anh rồi, có lẽ không muốn người khác biết chuyện của ông ấy, anh cảm thấy nên giúp ông ấy một chút. Tô Thương nói tiếp, dù sao ra ngoài xã hội, nhiều bạn bè nhiều con đường hơn, vợ à, em nói đúng không hả? Lý Nguyệt chăm chú suy tính một lúc, sau đó gật đầu nói, cũng được, nhưng anh không được gặp gỡ ông ta quá nhiều. Ông ta thân là đạo sĩ, cũng dám chơi gái, chắc chắn không phải nhân vật gì tốt, anh đừng đi theo ông ta học những thói xấu. Lý Nguyệt mở miệng nói, sau khi đưa ông ta ra khỏi sở cảnh sát thì chúng ta đừng để ý tới ông ta nữa, anh cũng không cần liên lạc với ông ta làm gì. Được, vợ à, anh nghe em. Tô Thương cười trả lời. Sau đó, Tô Thương liền lái xe, chở Lý Nguyệt rời khỏi trang viên nhà họ Tô, đi thẳng đến sở cảnh sát. Gian phòng bên cạnh, Trương Thanh Thủy cũng kết thúc trạng thái tu luyện, lại nghe được những lời mà Tô Thương và Lý Nguyệt đã nói với nhau. Tô thiếu gia thật là một người đàn ông tốt, Lý Nguyệt đi cùng cậu ấy, thật sự hạnh phúc quá. Trương Thanh Thủy khoanh chân ngồi trên giường, nhịn không được mà lộ ra một vẻ hâm mộ, sau đó cười khổ nói ai ya. Vì sao mà người gặp được Tô Thương trước, không phải mình chứ? Nếu như có thể gặp được Tô Thiếu Gia sớm một chút, thì bây giờ người con gái bên cạnh Tô Thiếu Gia, chính là mình rồi. Trương Thanh Thủy thở dài một hơi, nói, mọi chuyện đều là ý trời rồi, bỏ lỡ là bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không có đường quay về. Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, cho dù lúc ấy gặp được Tô Thiếu Gia, mình cũng chưa chắc để ý đến cậu ấy, dù sao danh tiếng của cậu ấy lúc đó. Chỉ là một tên thiếu gia công tử bột của gia tộc nhỏ ở Giang Bắc mà thôi. Mình lòng cao hơn trời, tất nhiên sẽ không xem loại đàn ông đó ra gì rồi, đây đều là số mệnh mà. Trương Thanh Thủy vừa nói, liền lắc đầu tiên tục, được rồi, cậu ấy không thuộc về mình không nên động lòng với cậu ấy nữa, đây là lúc nên từ bỏ rồi. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Thủy giống như hiểu rõ được mọi chuyện, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Con mẹ nó. Tô lão đệ, cuối cùng cậu cũng tới rồi, bọn họ nói tôi là vô gia cư, không chịu để cho tôi đi, cậu nhanh đến giúp tôi đi. Sau khi nhìn thấy Tô Thương, Vương Dương Minh nhất thời xông tới, tội nghiệp nói. Dày vò cả một buổi sáng, ông ấy sớm đã mệt mỏi rồi, nhìn thấy Tô Thương gần như gặp được cứu tinh. Đừng đến gần tôi như vậy, cũng đừng gọi là Tô lão đệ gì hết, tôi với ông không quen biết gì hết. Tô Thương đẩy Vương Dương Minh ra xa một chút, sau đó ghét bỏ nói, còn nữa, giả vờ cái gì chứ, cái gì mà vô gia cư, cảnh sát đều đã nói cho tôi biết hết rồi, ông chơi gái mại DM, mới bị bắt. Vương Dương Minh, còn nói nữa hả, ông dù sao cũng là một nhân vật có tầm cỡ, lấy con đường tu đạo làm gương, vậy mà lại làm ra loại chuyện này hay sao? Tô Thương vì trước mặt vợ mình mà phải phân rõ ranh giới với Vương Dương Minh. Dùng ngôn từ chính nghĩa mà nói, cái này nếu mà truyền đến Thiên Cơ Môn, ông còn mặt mũi nào mà mặc áo bào tím nữa không hả? Con mẹ nó, tôi không lừa cậu đâu, đây chỉ là một hiểu lầm thôi, không tin thì cậu hỏi đồng chí cảnh sát đi. Vương Dương Minh nghiến răng nói ra. Cái này thì tôi có thể chứng minh được. Cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh mở miệng nói ra, ông ta quả thực không chơi gái, ngược lại còn cực kỳ thảm nữa. Chúng tôi đã xem camera giám sát xung quanh, phát hiện ông ấy quả thực không may mắn chút nào. Sáng sớm hôm nay lúc vừa xuống xe, mới ra nhà ga, liền bị một cái gọi là ăn mày cướp mất tiền. Linh khí khôi phục không liên quan gì đến mình cũng không cần phải tranh lấy vật gì hết, bây giờ Giang Bắc quá nguy hiểm. Mà mình chỉ là một võ tôn nho nhỏ, ở lại cũng không giúp gì được cho Tô thiếu gia, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho cậu ấy. Nếu đã như vậy, chỉ bằng cứ thế mà rời đi, tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Thanh Thủy vẫn có chút gì đó vương vấn, không nỡ rời đi, lại giận dữ lần nữa mà nói ai ya, không có sông nào đối với người đã vượt qua đại dương,
và không có mây đối với người đã vượt qua núi. Sau khi quen biết Tô Thiếu Gia, đối với mình mà nói, không phải là người mà mình có thể giao phó cả đời được. Thôi được rồi, từ nay về sau, Trương Thanh Thủy mình sẽ không suy nghĩ đến chuyện nam nữ nữa, chuyên tâm tu luyện, hy vọng một ngày nào đó, có thể trèo lên đỉnh phong, trở thành võ đế cả đời. Trái đấy đã không đáng để mình lưu luyến rồi, trước tiên về thành Phượng Dương thăm người nhà trước đã, sau đó mình muốn đi vào Tinh Không Cổ Lộ, tiến về ngoại vực, tranh thủ thời cơ càng sớm càng tốt. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Thanh Thủy liền đứng dậy, đi xuống giường, lấy chân khí để lại lời nói tạm biệt trên bàn, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Tinh Không Cổ Lộ đã xuất hiện rất lâu rồi, nhưng có ít người dám bước vào. Bởi vì không ai biết, Tinh Không Cổ Lộ là chỗ nào, là một thế giới như thế nào. Trương Thanh Thủy nhìn ra được, Tô Thương đối với cô ấy không có cảm giác, nên quyết định quên đi tất cả, định xông vào ngoại vực một lần. Cô cũng không biết, lần này mình đi, còn có cơ hội trở về hay không, nhưng cô cũng không cần thiết phải biết nữa rồi. Trương Thanh Thủy tính cách mạnh mẽ, cả đời không muốn yếu hơn người khác, nếu như không thể trở thành tốt nhất, thì thà chết còn hơn. Tô Thương cũng không biết Trương Thanh Thủy đã rời đi, lúc này anh cùng Lý Nguyệt đi đến sở cảnh sát trong thành phố, đồng thời gặp được Vương Dương Minh. Viên cảnh sát tiếp tục nói, ngay sau đó, liền bị một bác gái làm tú bà, không nói lời gì, dẫn ông ấy đến khách sạn, cưỡng ép muốn để ông ấy chơi gái, ông ấy không đồng ý, bác gái đó liền cứng rắn, suýt chút nữa bị cưỡng hiếp rồi. Ngay từ đầu, tôi tưởng ông ấy là khách làng chơi. Thái độ đối với ông ấy không tốt chút nào. Viên cảnh sát trẻ tự mình nói, đây cũng là sai lầm trong công tác của tôi đã nói xin lỗi ông ấy rồi, cũng đã nhận được sự tha thứ của ông ấy, lãnh đạo cũng phê bình tôi rồi. Có điều, ông ấy nói tên là Vương Dương Minh, nhưng trên hệ thống thì tôi tra không ra được tên người này. Viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn Tô Thương nói tiếp, vì thế mới gọi cậu qua đây, định tìm hiểu chút tình hình ở cậu. Bị ăn mày cướp. Bị tú bà cưỡng ép. ... Tô Thương càng nghe càng mơ hồ, đường đường là lão môn chủ Thiên Cơ môn, mà yếu như vậy sao? Không đúng. Tô Thương quan sát tỉ mỉ Vương Dương Minh vài lần, nhìn ra thực lực trong cơ thể của đối phương, cực kỳ khủng bố, so với mình còn mạnh hơn. Bởi vì Vương Dương Minh có thể ẩn tàng. Vì thế Tô Thương không có cách nào xác định được Vương Dương Minh rốt cuộc là cảnh giới gì, thậm chí ngay cả đối phương là hệ thống tu chân hay hệ thống luyện võ cũng nhìn không ra. Nhưng có một điều có thể xác định, cái sức chiến đấu của tên Vương Dương Minh này, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Một người lợi hại như vậy, bị ăn mày cướp bóc, còn bị tú bà cưỡng ép, cái này không hợp lý nha. Tô Thương, cậu ở đâu, nói rõ thân phận một chút, phối hợp làm việc với chúng tôi. Lúc này, viên cảnh sát trẻ tuổi dò hỏi. Đồng chí cảnh sát. Tô Thương vẫn chưa trả lời. Lúc này, Lý Nguyệt cầm điện thoại di động đưa ra, khẽ cười nói, anh nhận cuộc điện thoại này một chút đi. Hửm. Viên cảnh sát trẻ tuổi dừng lại một chút, sau đó nhận điện thoại, biểu lộ cực kỳ cung kính, vội nói gấp vâng, chúng tôi lập tức thả người. Ngay sau đó, viên cảnh sát trẻ tuổi trả lại điện thoại cho Lý Nguyệt. Khách khí nói, thì ra là cháu gái của ngài cục trưởng chúng tôi à, người này thì các cậu cứ mang đi là được. Bản thân ông ấy không phạm pháp, chúng tôi tạm giam ông ấy, chỉ là muốn xác nhận thân phận ông ấy thôi, nếu ông đã ra mặt, chúng tôi tất nhiên không có khí do gì mà giam ông ấy lại nữa. Viên cảnh sát trẻ mở miệng nói, cũng không phải vì thân phận của Lý Nguyệt mà lựa chọn thả người. Tôi hiểu rồi, làm phiền các anh rồi. Lý Nguyệt lộ ra một nụ cười, sau đó nói, Tô Thương, Vương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Tê Thương cười gật gật đầu, sau đó ba người liền rời khỏi sở cảnh sát. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thương cùng Lý Nguyệt trở lại nơi đậu xe, Vương Dương Minh vẫn luôn chạy theo một mạch. Tô lão đệ, vợ của cậu thật ngầu nha, chỉ cần một cú điện thoại là xử lý xong rồi quá lợi hại. Vương Dương Minh hưng phấn nói, có vợ như vậy. Chẳng trách cậu đi được đến mấy quán ba thường xuyên mà chưa từng bị bắt. Trời ạ, ông im miệng ngay. Tô Thương mặt đen lại, nói ra, con mẹ nó ai nói tôi hay đi quán ba hả, nói bậy cái gì thế?
Giả vờ cái gì chứ, tôi là Vương Dương Minh tính toán không chút sơ hở đây, mặc dù cậu có được may mắn bên mình, nhưng tôi tính toán cuộc sống riêng tư của cậu, không ảnh hưởng đến may mắn của cậu, tất nhiên cũng sẽ không phải chịu phản vệ rồi. Vương Dương Minh bĩu môi nói, không lừa gì cậu, lúc tôi ở rể giặt quần áo lót cho mẹ vợ, nhàn đến phát chán, thường xuyên tính cho cậu, nên tôi đối với cậu rõ như lòng bàn tay, đế chuyện cậu có mấy cô gái bên cạnh, tôi còn rõ như lòng bàn tay. Ngoá, ông có phải là biến thái không vậy, thân là một đạo sĩ, phải lấy ra đạo làm gương mẫu chứ, rảnh tới mức nhức cả trứng à, ông tính cho tôi luôn sao? Tô Thương hùng hổ nói, còn nữa, con mẹ nó ông có thể nghiêm túc một chút được không hả, nhìn cách ông nói chuyện, có chút giống lão môn chủ Thiên Cơ môn hay sao chứ? Ai ya, tôi cũng không muốn thế này, nhập thế đã lâu như vậy, tôi muốn cũng không đổi được nữa rồi. Vương Dương Minh nói nghiêm túc, tôn kính thiên thượng là vô hạn, Phật gia nói rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng, tôi chỉ là ưa thích chém gió mà thôi, chắc chắn lão đạo tổ, ông ấy sẽ tha thứ cho tôi. Cái thứ nổ gì thế này, sớm biết thế này thì đã không cứu ông, để ông ở lại sở cảnh sát rồi. Tô Thương lườm Vương Dương Minh, lười nhác nói chuyện với ông ấy, nên nói, vợ à, lên xe đi, chúng ta đi. Tô Thương, em thấy ông ấy nói chuyện với anh thật sự cảm thấy thú vị mà. Ai ngờ, Lý Nguyệt lại cười một tiếng, mở miệng nói, Vương tiên sinh, ông còn chưa ăn sáng mà, chi bằng chúng ta cùng đi ăn bánh bao hấp đi, trên đường đi ông nói cho tôi nghe một chút, Tô Thương có hồng nhan chi kỷ nào. Hi hi, được, cô Thiên Sơn Tuyết, cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ đem những chuyện mà tôi biết, nói hết cho cô nghe. Vương Dương Minh cười nói. Tôi không phải là Thiên Sơn Tuyết, tôi là Lý Nguyệt. Lý Nguyệt khẽ cười nói. Ai ya, má ơi, thật ngại quá, tôi nhận nhầm người, vừa rồi lão đệ gọi là vợ, tôi còn tưởng là Thiên Sơn Tuyết của núi Cửu Phong. VMD vỗ đầu một cái, làm bộ như kịp phản ứng lại, nói tiếp, thì ra cô là Lý Nguyệt tiểu thư à, tôi hiểu rồi, chẳng trách lão đệ gọi cô là vợ, hai người đã có hôn ước với nhau rồi. Con mẹ nó. Tô Thương mặt vô cùng đen lại, nghiến răng nói, ông giả vờ tôi phải không, với năng lực của ông, tính toán một chút chẳng phải biết được thân phận của vợ tôi hay sao, cố ý nhắc đến Tuyết Nhi, là muốn châm chọc vào mối quan hệ của tôi và vợ tôi phải không, con mẹ nó, Vương Dương Minh, tâm tư của ông sao lại độc ác như vậy chứ? Tô lão đệ, tôi thật sự là nhận nhầm người mà, đều tại tôi không tốt, cậu muốn chửi thì chửi đi. Vương Dương Minh bất đắc dĩ nói. Ngoá. Tô Thương chửi thề, nếu không phải cân nhắc đến chuyện đánh không lại Vương Dương Minh, thì anh đã sớm ra tay trừng trị cái tên Vương Dương Minh rồi. Được rồi, Tô Thương, em không quan tâm mấy chuyện này đâu. Lý Nguyệt cười nói, đi thôi, cùng ăn sáng nào. Vợ à, anh cảm thấy trước đây em nói đúng lắm, lão đạo sĩ này không đứng đắn, anh phải rời khỏi ông ấy. Tô Thương nghiêm túc nói, chúng ta đi thôi, không đi cùng ông ấy đâu. Để ông ấy từ từ đi bộ đi. Trước đó em tưởng là ông ấy làm loại chuyện đó, bây giờ em biết là hiểu lầm rồi. Lý Nguyệt cười nói, Vương tiên sinh người ta là một người tốt, hài hước khôi hài, anh phải tiếp xúc nhiều với ông ấy một chút. Đi thôi, Vương tiên sinh, lên xe, tôi muốn nghe thử xem hồng nhan chi kỷ của Tô Thương là những ai. Ha ha, được rồi, tôi nói cho cậu nghe này. Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Thương, lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó trực tiếp chui vào trong xe. Ngay sau đó, Lý Nguyệt cũng ngồi xuống, đồng thời vẫy tay, hối thúc Tô Thương lên xe. Tô Thương nở một nụ cười bất đắc dĩ, đành phải chở Vương Dương Minh theo, rồi điều khiển xe rời đi. Trên đường đi, Lý Nguyệt lại hỏi dò một lần nữa, cô hỏi Tô Thương bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, hai mắt Vương Dương Minh đều sáng lên. Trong nháy mắt bỗng cảm thấy hứng thú. Lý Tiểu Thư Nguyệt, tôi bảo cô này, vận đào hoa của cậu Tô rất tốt, nên ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy hết đó. Vẻ mặt của Vương Dương Minh vô cùng khoái chí, cố ra vẻ khoa tương nói, theo như tính toán của tôi, thì kiểu gì cậu ấy cũng phải có đến mười mấy hai mươi cô gái, hơn nữa còn đều là người đẹp cực phẩm, ai ai cũng giỏi và xinh đẹp, chọn bất kỳ một cô nào cũng đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành. Thí dụ như cô đây, còn có tiểu thư Thiên Sơn Tuyết, ai mà không xếp vào hạng quốc sắc thiên hương chứ phải không?
Khuôn mặt Vương Dương Minh tràn đầy sự hâm mộ nói, đến cả tôi cũng cho rằng, con trai mà như Tô Thương, thì là có phúc hưởng thụ cả vườn hoa đấy. Thiên Sơn Tuyết tôi đã biết rồi. Lý Nguyệt vuốt mấy sợi tóc trên trán, nhìn Tô Thương một cái, sau đó mỉm cười nói, ông hãy nói cho tôi biết, anh ấy còn mỹ nữ nào nữa. Vậy thì nhiều lắm đó. Vương Dương Minh nói, cái khác thì không nói, nhưng lần này đến núi Võ Đang, anh ấy cũng quen được đến mấy người. Ví dụ như Hoa Khôi của Xuân Quang Lâu, Lan Diệu Y, ví dụ như, truyền nhân của núi Nga Mi, Triệu Chỉ Nhược. Hai cô gái này đều là tuyệt sắc giai nhân hạng nhất hạng nhì của giới luyện võ, Hoa Khôi Lan Diệu Y, thậm chí là cả Thiên Sơn Tuyết của núi Cửu Phong cũng có tiếng tăm, xinh đẹp tuyệt trần. Vương Dương Minh nói tiếp, Triệu Chỉ Nhược cũng không phải là bình thường, bản thân cô ấy là truyền nhân của núi Nga Mi, từ nhỏ đã lớn lên ở Amnico. Sinh ra đã có một luồng khí chất không giống bình thường, giống như là thoát ly khỏi trần thế, khiến ai gặp cũng không thể nào quên được. Làm sao để miêu tả được cô ấy đây, Lý Tiểu Thư, như này đi, chắc cô cũng từng xem Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi phải không? Vương Dương Minh cười nói, Triệu Chỉ Nhược giống như tiểu sư muội Lâm Nghi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ý. Hả? Lý Nguyệt tò mò hỏi, cô ấy quen biết Tổ Thương như thế nào vậy? Cái này có thể coi như là một câu chuyện tình yêu xúc động lòng người đó. Vương Dương Minh xem chuyện vui mà không e ngại gì, liền nói tiến, chú em Tô và tiểu sư muội. Không đúng, và Triệu Chỉ Nhược, hai người rất có duyên phận, giống như đã được ông trời định sẵn rồi vậy. Lúc ở đại hội võ thuật của trăm tông phái, cậu ấy và Triệu Chỉ Nhược là đối thủ, chỉ có một người có thể thăng cấp. Vương Dương Minh tiếp tục nói, chú em Tô cũng là một người si tình. Vừa mới lên lôi đài, liền đùa giỡn với Triệu Chỉ Nhược. Lúc trước tôi đã nói, từ nhỏ Triệu Chỉ Nhược đã lớn lên ở Amnico, vô cùng đơn thuần, chỉ là một cô gái chưa trải sự đời, đúng lúc cũng đang ở độ tuổi chớm biết yêu, thì sao mà cưỡng lại được sự trêu ghẹo của tay tình trường lão luyện như Tô Thương chứ, lúc đó mặt cô ấy đỏ ửng ngay tại chỗ. Vương Dương Minh lén nhìn Tô Thương một cái, sau đó nói, hai người bọn họ liếc mắt đưa tình. Nhưng lại chọc tức đến sư phụ của Triệu Chỉ Nhược là Từ Thiện Sư Thái, bà ta đã hối thúc Triệu Chỉ Nhược tranh thủ thời gian ra tay, còn bảo Triệu Chỉ Nhược giết Tô Thương. Cứ như vậy, hai người cứ đánh nhau, đánh qua đánh lại, đánh một hồi rất lâu. Vương Dương Minh nói tiếp, thực ra, dựa vào thực lực của Tô Thương, hoàn toàn có thể áp đảo được Triệu Chỉ Nhược. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ấy lại không làm như vậy, mà cố ý thua dưới tay Triệu Chỉ Nhược. Giả vợ bị Triệu Chỉ Nhược đánh cho trọng thương. Từ Thiện Sư Thái, sư phụ của Triệu Chỉ Nhược thấy Tô Thương đã thua, liền bảo Triệu Chỉ Nhược dùng một nhát kiếm giết chết Tô Thương. Vương Dương Minh cười nói, lúc này, cô ấy sắp ra tay rồi, nhưng Tô Thương cũng không phản kháng lại, mà lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Triệu Chỉ Nhược, cậu ấy đánh cược rằng Triệu Chỉ Nhược sẽ không giết mình, sau đó liền nhắm mắt lại, đem tính mạng của mình giao cho Triệu Chỉ Nhược. Kết quả đúng thật là Triệu Chỉ Nhược không giết Tô Thương, cô ấy đã bị Tô Thương làm cho hấp dẫn từ lâu, không thể nào kiềm chế được tình yêu dành cho Tô Thương. Vương Dương Minh bái phục nói đến đây, tôi cũng rất bái phục cậu Tô, rất dễ có được trái tim của các cô gái xinh đẹp cực phẩm. Không chỉ như vậy, Triệu Chỉ Nhược là đệ tử chính thống của Từ Thiện Sư Thái, tương lai chắc chắn sẽ tiếp quản núi Nga Mi, xuất gia làm ni cô. Vương Dương Minh nói, cậu Tô đến Nico, cũng có thể giải quyết được, thủ đoạn tán gái cao thật đó. Con mẹ nó. Nghe đến đây, Tô Thương không nhịn được, liền dừng xe ở bên đường, nghiến răng nói, Vương Dương Minh, ông nói cái mẹ gì đấy. Tô Thương. Lúc này, Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương, cười hỏi, nhưng lời đạo trưởng Vương nói, đều là thật sao? Đúng, nhưng cũng không phải, ông ta nói thêm vào nữa. Thực ra sở dĩ anh chủ động chọc ghẹo Chỉ Nhược, là có nguyên nhân cả. Tô Thương giải thích, trong tay cô ta có một thanh kiếm có thứ mà anh cần. Nếu anh trực tiếp yêu cầu với cô ta, thì chưa chắc cô ta sẽ đưa cho, hơn nữa sẽ thu hút sự chú ý của người khác, không có cách nào khác, anh đành phải đưa ra hạ sách này. Tô Thương nói ra, cho nên anh đã dụ dỗ cô ấy, hy sinh nhan sắc của chính bản thân mình sao? Lý Nguyệt mỉm cười nói. Cụ, cái này. Tô Thương sờ lên mũi, rồi nói, lúc ấy anh không nghĩ nhiều được như vậy, anh.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.